trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về mặt trận phối hợp Việt-Lào trong cuộc chiến tranh Đông Dương, trích hồi ký của Đại tướng Chu Huy Mân với nhan đề từ viên chăn đến cánh đồng Trung siêng khoảng. Trước khi nói kỹ về cuộc hành binh từ viên chăn đến cánh đồng Trung siêng khoảng, tôi muốn khái quát tình hình chính trị chủ yếu diễn ra ở Lào từ cuối năm 1957 đến cuối năm 1960 để các bạn theo dõi một giai đoạn lịch sử phức tạp của đất nước Lào thắng lợi của mặt trận neo lào hắc sạt và ủy ban hòa bình trung lập trong cuộc bầu cử quốc hội là một bằng chứng về sự ủng hộ của nhân dân lào đối với mặt trận lào yêu nước trong khi đó bọn phản động thân mỹ ngày càng bị cô lập chúng tìm cách gây sức ép đối với quốc hội làm tê liệt hoạt động của chính phủ liên hiệp dân tộc ở các địa phương bọn phái hữu cho tay chân đàn áp giết hại những người kháng chiến cũ các phe nhóm phản động tìm cách tác động đối với ông phu ma buộc ông lên tiếng yêu cầu ủy ban quốc tế rút khỏi lào với lý do tình hình ở Lào đã bình thường do việc thành lập chính phủ liên hiệp. Đây là thủ đoạn của Mỹ và lực lượng thân Mỹ nhằm tạo điều kiện rảnh tay hoạt động ở Lào. Trước âm mưu của Mỹ và tay sai đòi giải tán Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát đình chiến ở Lào, Trung ương Đảng ta đã gửi thư cho Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào thông báo quan điểm của Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc về chủ trương duy trì Ủy ban quốc tế ở Lào. Các thành viên trong Ủy ban quốc tế cũng tỏ thái độ khác nhau trong vấn đề này. Canada đồng ý giải tán, Ba Lan thì phản đối, còn Ấn Độ đưa ra hai phương án, Ủy ban quốc tế chỉ để lại ở Lào 9 người tiếp tục nhiệm vụ, hoặc Ủy ban quốc tế ở Việt Nam kiêm luôn công tác giám sát và kiểm soát tình hình ở Lào. Rõ ràng ai cũng biết lúc này sự có mặt của Ủy ban quốc tế ở Lào vẫn rất cần thiết, bởi lẽ nhiều vấn đề chính trị giữa hai bên còn chưa được giải quyết. Hơn nữa việc thi hành các điều khoản của hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương nói chung và ở Lào nói riêng chưa thể nói rằng đã được hoàn tất tháng 6 năm 1958, để giành đa số ghế trong quốc hội, các phe phái thân Mỹ đã xúc tiến việc hợp nhất hai đảng của Phùi Sana Nikon và ca Tài thành đảng mới gọi là đảng Lào luôn Lào do Suvana Phuma làm chủ tịch, ca Tài làm phó chủ tịch thứ nhất, Phùi Sana Nikon làm phó chủ tịch thứ hai. Nhờ đó, phái thân Mỹ chiếm được đa số ghế trong quốc hội, 36 trên 59 ghế. Ngày 22 tháng 7 năm 1958, sau khi gây sức ép buộc Ủy ban quốc tế ở Lào phải đình chỉ hoạt động, mặc dù có sự phản đối của chính phủ Ba Lan, chúng tiếp tục gây khó khăn về kinh tế cắt viện trợ, hạ giá đồng kíp từ 35 kíp xuống 100 kíp một đô la, gây nhiều khó khăn cho chính phủ Fuma, buộc chính phủ của ông phải từ chức. Thế là sau 8 tháng tồn tại, chính phủ Liên Hiệp Dân Tộc lần thứ nhất phải giải tán. Hoàng thân Fuma bị đẩy đi làm đại sứ ở Pháp, còn đại diện Neo Lào Hắc Sạt bị gạt ra khỏi chính phủ. Tháng 8 năm 1958, Phủ Sanani con thành lập chính phủ mới, do ông ta lên cầm quyền, Phủ Sanani con đã thực hiện một loạt thay đổi. Về đối nội, thẳng tay đàn áp các lực lượng chủ trương hòa hợp dân tộc, xóa bỏ các hiệp nghị viêng chăn, chuẩn bị thủ tiêu neo Lào hắc sạt. Về đối ngoại, chính quyền Phủ Sanani con đặt quan hệ chặt chẽ với chính quyền Sài Gòn, phái đoàn đại diện Vương quốc Lào ở Sài Gòn được nâng lên cấp đại sứ. Chính quyền Lào cấu kết với ngô đình diệm hoạt động gián điệp dọc các vùng biên giới Lào Việt Nam. Chính sách thù địch của Ngụy Lào đối với Việt Nam là một bộ phận trong kế hoạch của Mỹ thực hiện âm mưu bắc tiến của Ngô Đình Diệm. Phủi Sanani còn cho biệt kích và cả một số đơn vị chính quy xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Chúng còn cho máy bay xâm phạm vùng trời các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La. Ngày 5 tháng 1 năm 1959, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Phủi Sanani con lưu ý về việc quân đội Vương quốc Lào liên tiếp xâm phạm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vùng biên giới. Thủ tướng Phạm Văn Đồng yêu cầu chính phủ Vương quốc Lào sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng đáng tiếc nói trên. Tháng 2 năm 1959, Phủi Sai đọc diễn văn công kích neo Lào hắc sạt. Sự kiện này mở đầu cho một loạt hành động đàn áp quyết liệt lực lượng cách mạng Pathet Lào. Chính quyền Phủi Sa Nani còn, còn ra lệnh giám sát chặt chẽ nhà ở của các nghị sĩ quốc hội neo Lào hắc sạt ở Viêng Chăn. Tiếp đó, họ chuẩn bị tiêu diệt hai tiểu đoàn chủ lực của Pathet Lào đang đóng quân ở hai khu vực riêng biệt theo các hiệp định được ký kết tại viên chăn giữa neo Lào Hắc Sạt và chính quyền Vương quốc, hai tiểu đoàn bộ đội Pathet Lào vào sáp nhập với quân đội Vương quốc. Tiểu đoàn một đóng ở Siêng Ngôn thuộc tỉnh Luông Pha Băng, tiểu đoàn hai đóng ở Thong Hay Linh thuộc tỉnh Siêng Khoảng. Ngay từ ngày đầu vào hòa hợp, Mỹ và Tây Sai không từ một thủ đoạn nào làm cho hai tiểu đoàn nòng cốt của lực lượng Pathet Lào tan rã. Nhưng cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai đã giữ vững phẩm chất của quân đội cách mạng không những làm thất bại âm mưu của kẻ thù mà còn hăng hái tham gia sản xuất, tích cực giúp đỡ nhân dân xây dựng bản mường. Do đó, hình ảnh bộ đội Pa Thép Lào đã gây ấn tượng sâu sắc với nhân dân vùng đơn vị đóng quân và tác động mạnh mẽ đối với binh lính quân đội Vương quốc khi chúng làm nhiệm vụ kiểm soát các chiến sĩ Pa Thép. Dùng thủ đoạn mua chuộc bằng tiền tài, địa vị, lôi kéo cá nhân không đạt kết quả, chính quyền Vương quốc chuyển sang dùng biện pháp gây sức ép về kinh tế, cắt giảm khẩu phần lương thực, thực phẩm, không cấp lương và thuốc men. Những hành động trên tuy có gây một số khó khăn cho chiến sĩ Pathet Lào nhưng chúng cũng không thể lung lạc được ý chí của họ. Cuối cùng Phủ Sanani còn ra lệnh cho quân đội Vương quốc bao vây hai tiểu đoàn bộ đội Pathet Lào và ra lệnh cho hai đơn vị này đúng ngày 11 tháng 5, ngày kỷ niệm thông qua Hiến pháp Lào lần thứ 12 phải có mặt tại một địa điểm đã định để dự lễ phong quân hàm và sáp nhập vào quân đội Vương quốc. Chúng yêu cầu các chiến sĩ pa là không được mang theo vũ khí và phải tập hợp trong một khu vực có dây thép gai bao quanh và trong vòng vây của quân đội Vương quốc. Tiểu đoàn 2 ở siêng khoảng, bị bao vây bốn phía, địa hình chống trải, lực lượng và trang bị chênh lệch, lại không liên lạc được với cấp trên. Nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã đoàn kết một lòng phát huy dân chủ, biết dựa vào dân đề ra kế hoạch vượt vòng vây kẻ thù. Ngày 18 tháng 5 năm 1960, sau khi tăng thêm quân và vũ khí, quân đội Vương quốc gửi tối hậu thư cho cán bộ chỉ huy tiểu đoàn 2 Pathet là buộc họ phải đầu hàng trong vòng 24 tiếng, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ngay trong đêm 18 tháng 5, toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 2 cùng gia đình đã khôn khéo nghi binh địch vượt qua vòng vây của kẻ thù một cách bí mật, an toàn. Sau một tuần hành quân táo bạo với nghệ thuật giấu quân tài tình lại được nhân dân hết lòng giúp đỡ, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã về căn cứ an toàn trước sự vui mừng của nhân dân địa phương cũng như quân dân trong cả nước. Về đến căn cứ địa, tiểu đoàn 2 đã ra tuyên bố kiên quyết chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai phản động bảo vệ chính phủ liên hiệp, bảo vệ đường lối hòa bình trung lập và kêu gọi nhân dân trong cả nước sát cánh cùng các lực lượng vũ trang cách mạng trong cuộc chiến đấu chống sự can thiệp của Mỹ và phản chắc của phủ Sanani Con. Cùng lúc ấy, tiểu đoàn 1 Pa Thét Lào do những điều kiện khó khăn hơn tiểu đoàn 2, nên chỉ gần một nửa quân số của tiểu đoàn thoát khỏi vòng vây của địch trở về căn cứ. Trước những thất bại cay đắng trong âm mưu tiêu diệt tiểu đoàn Hai Pa Thét Lào, kể từ cuối tháng 5 năm 1959 trở đi, Mỹ và phủ Sa Nani Con phát động cuộc chiến tranh đặc biệt trên quy mô cả nước Lào, đặt neo Lào hắc sạt ra ngoài vòng pháp luật hỏng tiêu diệt lực lượng cách mạng, biến Lào thành một căn cứ quân sự thực dân kiểu mới của Mỹ ở Đông Dương. Chúng đem cảnh sát và hiến binh bao vây trụ sở trung ương neo Lào hắc sạt, tòa báo và nhà in neo lào hắc sạt phủ sanani con còn đe dọa đưa các lãnh tụ neo lào hắc sạt ra tòa chúng vu cáo hoàng thân vong và các lãnh tụ của neo lào hắc sạt là đã ra lệnh cho tiểu đoàn hai pa thét lào rút đi để chống lại chính phủ và đã liên lạc với nước ngoài để gây rối loạn ở lào nhằm buộc lãnh đạo neo lào hắc sạt cái tội phản quốc để hãm hại họ phủ sanani con cho cảnh sát và hiến binh ngày đêm vây chặt nhà riêng của hoàng thân vong ở cửa sông bát sắc không cho trong ra, không cho ngoài vào, làm cho gia đình Hoàng Thân và gia đình một số vị lãnh đạo khác của Neo Lào Hắc Sạt gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Mặc dù bị nhân dân và dư luận phản đối, Mỹ vẫn thúc ép Phủi Sanani con ra lệnh bắt giam Hoàng Thân Su Vong cùng 15 cán bộ Neo Lào Hắc Sạt tại Viêng Chăn, trong đó có 8 lãnh tụ và 7 nghị sĩ quốc hội đương chức. Nhưng uy tín của Hoàng thân Su Vong và các lãnh tụ của Neo Lào Hắc Sạt rất sâu rộng trong nhân dân. Ngay cả đơn vị cảnh sát và sau đó một đơn vị quân đội Vương quốc đã từ chối không chịu thi hành mệnh lệnh của Sananicon. Họ trả lời rằng đây là một việc to tát quá họ không có can đảm thi hành. 50 cảnh sát và binh sĩ đó lập tức bị tống giam. Cuối cùng con buộc phải dùng vũ lực ép một đơn vị quân đội khác đến mời Hoàng thân đi gặp chính phủ. Thế ngày 28 tháng 7 năm 1959, Mỹ và phủ Sananikon đã thực hiện âm mưu đen tối bắt giam hoàng thân Sufanu Vong cùng các nghị sĩ và một số nhà lãnh đạo của neo Lào Hắc Sạt, tất cả gồm 16 người. Dưới đây là bản danh sách đã gây sự xúc động mạnh trong nhân dân và binh sĩ Lào. Hoàng thân Sufanu Vong, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương neo Lào Hắc Sạt, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Kháng chiến Lào chống xâm lược Pháp, Bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp và nghị sĩ đương chức tại Quốc hội Lào. Phu Mì vi trí Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, trưởng đoàn đại biểu Pathet Lào đàm phán và ký kết các hiệp nghị viên chăn với Chính phủ Vương quốc, Bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp và Nghị sĩ Quốc hội Lào. Nu Hắc, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Nghị sĩ Quốc hội Lào. Si Thôn Com Madam, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Nghị sĩ Quốc hội Lào. Khăm phải Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Nghị sĩ Quốc hội Lào. Thao Phao, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Thao Mừng, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt. Đại tá Sin Capo, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, Ủy viên Hội đồng Quân sự Liên Hiệp. Đại tá Thao Phun, Nghị sĩ Quốc hội Lào, Ủy viên Hội đồng Quân sự Liên Hiệp. Nạ, Nghị sĩ Quốc hội Lào, chủ bút báo Neo Lào Hắc Sạt. Thao Ma, tỉnh Phó tỉnh Hồ Phăn, sau Hiệp nghị Viêng Chăn. Mahasombun, cán bộ Neo Lào Hắc Sạt. Khăm Phết, cán bộ Neo Lào Hắc Sạt. Phu Khẩu, cán bộ neo-lào hắc sạt. Bun Sì, cán bộ neo-lào hắc sạt. Mạ Nạ, cán bộ neo-lào hắc sạt. Trong danh sách những người bị bắt giam đáng lẽ có cả anh trao súc ủy viên trung ương neo-lào hắc sạt, nghị sĩ quốc hội Lào và chị Khăm Pheng nghị sĩ quốc hội Lào, nhưng anh trao súc đi vắng, còn chị Khăm Pheng đang có mang nên chúng không bắt. Chính phủ Phùi Sanani Con đã đem giam hoàng thân vong và các nhà lãnh đạo Pathet Lào trong một nhà giam ngay cạnh doanh trại quân đội Hoàng Gia ở Phôn khiêng cách trung tâm viêng chăn 3 km. Cuối năm 1959, cuộc cuộc đấu tranh giành giật quyền lực diễn ra trong hàng ngũ phải cầm quyền viêng chăn. Phùi Sanani Con gạt ra ngoài chính phủ những tên cầm đầu hung hăng nhất của cái gọi là Ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia. Ngày 31 tháng 12 năm 1959, được Mỹ ủng hộ. Fumino Savant và Thao Som Sanit làm đảo chính lật đổ chính phủ Sananikon. Hành động đầu tiên của No Savant là tuyên bố giải tán quốc hội, sửa lại thể thức tổng tuyển cử. Ngày 24 tháng 4 năm 1960, cuộc tổng tuyển cử được tiến hành dưới lưỡi lê và đô la Mỹ. Nhờ khủng bố và gian lận, Ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia của Fumino Savant và Thao Som Sanit từ đây đổi tên là Đảng Dân Chủ Xã hội, chiếm 46 trên 59 ghế trong quốc hội. Đảng Dân Chủ Xã hội đứng ra lập chính phủ mới, thao Somsanit làm thủ tướng, kiêm bộ trưởng bộ nội vụ, Fuminosa vẫn giữ chức phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng, Hoàng thân Suvana Fuma được bầu làm chủ tịch quốc hội Lào. Sau khi thiết lập được bộ máy cai trị chính quyền, Somsanit tiến hành một chính sách khủng bố dã man. Chúng trắng trợn tuyên bố lập lại an ninh bằng sự đầu hàng không điều kiện của neo Lào hắc sạt. Sổm xa còn tập trung dân thành những làng tụ tập kiểu khu trù mật của Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Do tính chất cực kỳ phản động của xổm xa nên các tầng lớp nhân dân trong cả nước, kể cả binh lính cảnh sát của chúng cũng nổi dậy đấu tranh chống chính sách cực đoan hiếu chiến của xổm xa Sau gần 10 tháng, Hoàng thân Su Pha Nu Vong bị giam giữ trái phép. 2 giờ sáng ngày 24 tháng 5 năm 1960, dưới sự lãnh đạo của thành ủy Viêng Chăn, một số cơ sở ở nội thành phối hợp với binh lính gác trại giam đã giải thoát hoàng thân và các nhà lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Neo Lào Hắc Sạt ra khỏi trại giam trở về vùng căn cứ cách mạng. Đầu tháng 6 năm 1960, anh Nguyễn Khang Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nguyên bí thư ban cán sự miền Tây từ Hà Nội lên Tây Bắc truyền đạt chỉ thị của Trung ương, tôi và anh cùng đi vào điện biên phủ đón hoàng thân Su Phanu Vong. Chúng tôi vội lên xe chạy thẳng đến bản Long Nhai, khó tả hết niềm vui và xúc động khi chúng tôi gặp hoàng thân su vong chiều hôm ấy và cả trong bữa cơm thân mật chúng tôi được nghe hoàng thân kể tỉ mỉ cuộc vượt ngục lịch sử của ông hoàng thân su vong chậm rãi nói ngay khi mới bị đưa vào trại giam chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc phải tìm cách thoát trở về lãnh đạo phong trào nhưng quan sát chạy bốn bề tường kín ba lượt rào cao lại bị vây giữa một trại hiến binh và nhà ở của sĩ quan nên muốn vượt khỏi trại giam sẽ phải tiến hành một cuộc chuẩn bị kiên trì gian khổ và hết sức thận trọng mới có hy vọng. Chúng nhốt anh em tôi mỗi người ở một buồng riêng, ngày đêm khóa cửa. Việc tiếp xúc với bên ngoài và sự liên lạc với nhau ở trong trại cũng bị cắt đứt. Chúng tôi sống trong cảnh hoàn toàn bị bưng bít, không có báo, không được tin tức từ bên ngoài, nên rất khó định đoạt hành động của mình. Ngừng một lát, vẫn giọng trầm trầm chậm rãi hoàng thân kể tiếp. Đã hơn một tháng, bọn địch như cảm nhận mọi việc đã ổn nên chúng rút cảnh sát, chỉ để lại hiến binh canh gác trại những người hiến binh lạnh lùng trước đây nay qua thái độ của họ chúng tôi biết họ đã bắt đầu tỏ lòng thương cảm họ không dám chuyện trò nhưng vẻ mặt cử chỉ mỗi lần ra vào mở cửa đã nói lên tấm lòng của họ thế là tôi chợt này ý định sẽ tìm cách giác ngộ những người hiến binh này những lúc chỉ có một hai người ở cửa buồng giam tôi dần ra hỏi thăm chuyện trò khi một câu khi vài câu với họ cứ thế thành quen chúng tôi đã tìm thấy nhiều người tốt trong số hiền binh kia để tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước cho họ một số hiến binh đã từng ở chùa dần dần bộc lộ sự thương xót vì kính trọng tôi và anh em cán bộ neo lào hắc sạt có người bí mật giúp chúng tôi những đồ dùng thiết yếu chúng tôi bắt đầu liên lạc được với nhau và phân công bí mật giáo dục riêng từng người những người hiến binh được giác ngộ càng ngày càng quý mến chúng tôi sau ba tháng giám thị bắt đầu nới lỏng một ngày cho chúng tôi ra ngoài ít giờ để lao động tôi và anh em của ta đã cuốc đất trồng rau biến mảnh đất nhỏ thành mảnh vườn xinh xắn một số anh em hiến binh đã tự kiếm những giống rau ngon, hoa đẹp để cho chúng tôi trống. Đến khi thấy rau xanh tốt, hoa nở thắm tươi anh em hiến binh rất khâm phục những người trong mặt trận Lào yêu nước. Một số hiến binh giáp ngộ nhất bắt đầu giúp chúng tôi từ tiếp tế thực phẩm đồ dùng, liên lạc với gia đình ở Viêng Trăn để lấy tin tức hàng ngày. Vòng vây bưng bít của bọn tay sai bị phá tan dần. Chúng tôi đã biết được tình hình tiểu đoàn 2 Pa Thép vượt vòng vây quân thù trở về căn cứ chúng tôi đã nghe tin tức kịp thời ở trong nước và cả những tin quan trọng trên thế giới. Hơn 100 hiến binh canh gác, chúng tôi đã giác ngộ được trên 40 người. Trong đó chúng tôi chọn một số trung kiên nhất, tổ chức họ thành từng nhóm bí mật với nhau tuyên truyền kỹ hơn. Trước tinh thần giác ngộ của binh sĩ, chúng tôi tin tưởng vào vạch kế hoạch vượt ngục. Chúng tôi tìm được 8 người giác ngộ và kiên quyết nhất để giao nhiệm vụ chuẩn bị vượt ngục, trong đó có hai anh cai xếp Udon và Chan Tha Vi tôi nói anh Nu Hắc làm kế hoạch cụ thể cho chuyến đi lịch sử sắp tới. Hai anh em Udon và Chăn Tha Vi được bố trí bí mật liên lạc với cán bộ neo Lào Hắc Sạt đang hoạt động ở Viêng Chăn để tổ chức đón chúng tôi về căn cứ Pa Thét Lào gần nhất. Chăn Tha Vi còn được giao liên lạc với bốn nhà sư ở một ngôi chùa gần đó để làm tổ dẫn đường trong chặng đầu từ Viêng Chăn ra. Dừng một lát, uống ngụm nước chè, Hoàng Thân kể tiếp. Vấn đề khó khăn nhất là làm sao cho tám người được lựa chọn kia cùng gác một phiên với nhau vì các lượt gác không thể chủ động bố trí nên cứ có người này lại thiếu người khác. Đáng khen cho anh Nu Hắc, rất khéo bày kế để họ bố trí sắp xếp đúng như kế hoạch. Cơ hội tốt đã đến. Tối ngày 23 dạng ngày 24 tháng 5 năm 1960, năm người trong số 8 anh em trung kiên cùng gác một phiên. Còn ba người nữa cuối cùng cũng vận động gác thay cho những hiến binh khác việc chuẩn bị đủ số quân phục hiến binh cần thiết và băng tay tuần tra đóng giải hiến binh đi tuần tra cũng được anh Nu Hắc giao cho hai anh em udom chuẩn bị đầy đủ trong ngày 23 tháng 5. Thực phẩm lương khô và ni lông cũng được hai anh em udom chuẩn bị kỹ càng. 3 giờ chiều ngày 23 tháng 5, tôi được tin bên ngoài cho biết đã bố trí xong người liên lạc và đón ở các địa điểm quy định. Ngay chập tối, một liên lạc từ bên ngoài cử tới được anh em hiến binh bí mật đưa vào nằm sẵn trong trại giam. 8 giờ tối, Tôi nói anh Nu Hắc phổ biến kế hoạch cụ thể về việc lên đường. Và lúc này, tám hiến binh kia mới biết quyết định vượt ngục của chúng tôi. Cả tám anh em tuy đột ngột biết tin, nhưng đều tỏ ra sung sướng sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của đoàn. 12 giờ kém 5 phút, một trinh sát báo cáo đã có thể đi được. Kế hoạch được nhắc lại một lần nữa, tôi và mọi người đã cải trang thành những hiến binh. Sau khi kiểm tra lại thêm một lần nữa, tôi cho lệnh lên đường. Thế là một đội hiến binh tuần tra gồm 25 người đi hàng một hồi hộp và náo nức tiến ra phía đường cái. Đèn pha vẫn sáng, các cửa trại ra mở ra rồi được khóa lại như thường lệ. Xung quanh vắng lặng, binh sĩ và sĩ quan đều đã ngủ say. Mấy người lính thiết giáp gác giờ này cũng chẳng thèm chú ý đến đội hiến binh tuần tra đang lột cộp đi ngang qua. Sang khỏi cầu phôn khiêng, cả đoàn rẽ vào rừng chờ người dẫn đường. Một lát sau, thấy có tiếng người đi vào và loáng ánh đèn pin, chúng tôi hơi trột dạ Tiếng chăn tha vi rõ dần, chúng tôi lên tiếng nhận nhau. Từ đây cả đoàn gồm ba mươi người, chia thành ba nhóm do các nhà sư dẫn theo con đường bí mật được chuẩn bị sẵn trong rừng. Trời tối mù mịt, không ai nhìn thấy ai. Đến một chỗ nơi trống trải tôi cứ theo hướng phía trước mà đi. Bỗng tôi giật mình, sao lại vắng vẻ thế này? Định thần một lúc, biết mình đã bị lạc. Do đã lường trước tình huống khi lạc trong đêm tối, hãy đứng im một chỗ sẽ có người tìm đến. Vài chục phút sau anh em tìm thấy tôi mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, đều vui mừng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Càng về khuya, tôi càng cảm thấy chân tay rã rời. Có lẽ tuổi đã cao, lại bị giam cầm nhiều ngày trong gian khổ thiếu thốn, tôi cảm thấy đuối sức, hơn nữa chân đã bắt đầu sưng, bật máu nên ngã nhiều lần. Anh em ái ngại, nhưng vì tôi mà hỏng việc lớn sao đành, cách mạng Lào đang cần chúng tôi trở về, nghĩ đến lúc về căn cứ gặp lại đồng chí, đồng bào tôi như được tiếp sức mạnh. Thế là tôi cắn răng đứng dậy, vịn vào người khỏe hơn mà bước. Khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi đã đến gần đường số 13 phía Bắc Viêng Chăn. Ở đây đã có một trung đội Pathet Lào chờ sẵn, họ vui mừng tiếp tục đưa chúng tôi về căn cứ an toàn. Tôi và anh Nguyễn Khang ngồi nghe Hoàng thân vong kể về những ngày không thể nào quên đối với ông. Tôi càng trân trọng tinh thần yêu nước của Hoàng thân, đã xem thường nguy hiểm gian nan đi làm cách mạng. Hoàng thân nhắc lại nhiều lần tinh thần và tình cảm của nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho ông và những nhà lãnh đạo Pathet Lào trong những ngày bị giam cầm, đặc biệt là sau khi ra khỏi nhà tù băng rừng về căn cứ đã được người dân che chở, nuôi nấng. Chúng tôi cảm nhận được, qua thử thách tôi luyện, Hoàng thân Supha Nu Vong cũng như các nhà lãnh đạo neo Lào hắc sạt lớn lên với tầm vóc cao hơn nhiều. Những nhà lãnh đạo Pathet Lào thực sự là niềm tự hào, là hy vọng và chỗ dựa tinh thần cho nhân dân các bộ tộc Lào và cách mạng Lào. Trong bữa cơm chan hòa niềm vui hiếm có của tinh thần quốc tế và tình hữu nghị Việt Lào, Hoàng thân Souphanouvong mấy lần xúc động nhắc đến công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Lào. Hoàng thân cho biết trong lúc bị giam cầm trong nhà lao, hình ảnh thân thương của Bác đã giúp ông và các nhà lãnh đạo neo Lào hắc sạt thêm sức mạnh để chiến đấu. Lần này về Hà Nội thế nào, Hoàng thân cũng xin được gặp Bác để thăm và chúc sức khỏe người. Sáng hôm sau, Hoàng thân Souphanouvong và anh Nguyễn Khang lên máy bay về Hà Nội. Tôi trở lại Thuận Châu. 10 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 1960, tôi nhận được bức điện của Bộ Chính trị do anh Văn ký, nội dung bức điện như sau: Gửi đồng chí Chu Huy Mân, theo đề nghị của Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ Chính trị quyết định anh sang Lào giúp bạn. Tình hình rất khẩn trương, anh thu xếp về Hà Nội ngay, càng sớm càng tốt. Ký tên Văn. Rất may hôm đó thường vụ khu ủy Tây Bắc họp chuẩn bị cho tổng kết năm và đề ra nhiệm vụ năm tới. Các anh trong ban thường vụ khu ủy có đủ cả, anh Lê Trung Đình, anh Trần Quyết, anh Bắc Dũng, anh Bình Phương và anh Quốc Mạnh. Văn phòng khu ủy làm bữa cơm thân mật, chia tay tôi. Chúng tôi vừa dùng cơm vừa nói chuyện toàn giao công việc. Sau bữa cơm tôi chào mọi người, rồi ghé qua nhà tạm biệt vợ con. Năm 1957, từ Lào về, nhà tôi Lê Thu Thủy lúc này là Chủ tịch Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Giang. Sau nhiều năm xa cách chúng tôi mới có cháu gái Chu Minh Hà. Từ khi về làm tư lệnh kiêm chính ủy quân khu Tây Bắc, tôi chuyển gia đình từ Bắc Giang lên huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La. Tháng 8 năm 1959 nhà tôi sinh cháu trai Chu Thế Sơn, một vào tháng 9 năm 1960, cháu gái Chu Minh Châu chào đời. Sau khi tôi đi Lào, nhà tôi lại đưa các cháu về Bắc Giang. Trong điều kiện xa chồng, nhà tôi vẫn đảm đang việc nước việc nhà làm tỉnh ủy viên, hội trưởng hội phụ nữ Bắc Giang, rồi tỉnh ủy viên, hội trưởng hội phụ nữ Hà Bắc, nuôi dạy các cháu khôn lớn và trưởng thành. Đến thị xã Sơn La, tôi vào quân khu báo tin cho anh Bằng Giang, anh Vũ Nhất, anh Vũ Lập và anh Hồng Kỳ, đồng thời trao đổi một số công việc trước mắt. Tôi đề nghị các anh tiếp tục giáo dục cho bộ đội thấy được vị trí của quân khu Tây Bắc. Tình hình Lào hiện nay rất phức tạp, bộ đội phải nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ căn cứ địa tây bắc và sẵn sàng làm nhiệm vụ quốc tế làm việc với các anh trong bộ tư lệnh quân khu vài chục phút tôi lại vội vã lên đường xe chạy qua hát lót cò nỏi mộc châu rồi sang phía nam chợ bờ mới dừng lại một quán nước ven đường để lái xe nghỉ một chút cho lại sức quán nước có một con sáo nhỏ trắng nói tiếng người khác sõi bà ơi có khách có lẽ sáo chẳng biết phân biệt khách qua đường như thường lệ và khách trên đường đi ra chiến trường xa xôi khoảng 12 giờ đêm ngày 10 tháng 12 tôi đã có mặt tại nhà rồng, văn phòng quân ủy Trung ương. Mấy phút sau, anh Văn đến thăm bà hỏi một số công việc của khu và quân khu, trước khi ra về anh nói. Sáng mai anh Mân nghe bộ tổng tham mưu báo cáo tình hình của Lào. Anh nắm luôn những cán bộ cùng đi đợt này, chuẩn bị gấp rồi sang Lào giúp bạn. Sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 1960, cán bộ cơ quan bộ tổng tham mưu và tôi bắt đầu làm việc qua trao đổi tôi được biết kỹ hơn về biến cố chính trị hồi tháng 8, làm đảo lộn mọi sự tính toán của Mỹ và tay sai ở Lào. Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 1960, giữa lúc hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ Sổm Sa Nít đi dự lễ hỏa táng nhà vua Lào Si Sa Vang Vông, thì tiểu đoàn dù hai, một số đơn vị cơ giới, tiểu đoàn bộ binh số 25, một số phi đội không quân phối hợp với đông đảo học sinh, sinh viên viêng chăn dưới sự chỉ huy của đại úy Cong Le và Thao Dương Su Salat làm cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Sổm Sa vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 9 tháng 8 năm 1960. Do được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ, nên chỉ trong một thời gian ngắn được đảo chính đã chiếm đài phát thanh, ngân hàng, bưu điện, bộ quốc phòng và nhiều cơ quan quan trọng khác của chính phủ. Sổm Sa và đa số các bộ trưởng đi dự lễ hỏa táng nhà vua nên không ai bị bắt. 7 giờ sáng cùng ngày, ủy ban đảo chính đã ra tuyên bố kêu gọi nhân dân binh lính sĩ quan trong cả nước ủng hộ ủy ban đảo chính và thông báo mục đích của cuộc đảo chính là chống nội chiến chống sự xâm nhập của đế quốc mỹ thanh trừng bọn tham nhũng xây dựng một nước lào độc lập trung lập và phồn vinh về đối nội ủy ban đảo chính nêu ra một số chính sách cụ thể như chính phủ sổm sa nít phải từ chức thanh trừng những phần tử xấu ra khỏi quân đội và các cơ quan chính phủ chấm dứt nội chiến thực hiện hòa hợp dân tộc thống nhất quốc gia phát triển công, nông, nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Về đối ngoại, Ủy ban đảo chính đề ra một số chính sách cụ thể như thực hiện chính sách trung lập thật sự, tôn trọng hiến trương Liên Hiệp Quốc, các hiệp nghị đã ký kết với các nước kể cả hiệp nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, nhận viện trợ của cả hai phe, đuổi quân đội nước ngoài ra khỏi Lào, xóa bỏ các căn cứ quân sự nước ngoài ở Lào với những chính sách tiến bộ đó nên ủy ban đảo chính đã được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, công chức, sĩ quan, binh lính, cảnh sát, các nhà tu hành, thân sĩ yêu nước. Ủy ban đảo chính đặt tổng hành dinh tại bộ tổng tham mưu quân đội hoàng gia và nắm trong tay toàn bộ quyền điều khiển về hành chính và quân sự. Ngày 9 tháng 8 năm 1960, ngay sau khi quần đảo chính lật đổ chính phủ, phát động thân Mỹ Sồn Sanit và Fuminosa Sa Văn ủy ban trung ương neo lào hắc sạt đã ra tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc đảo chính và các chủ trương của ủy ban đảo chính đề ra neo lào hắc sạt sẵn sàng tiếp sức đàm phán với ủy ban đảo chính thực hiện đường lối do ủy ban đảo chính công bố lập lại an ninh và thực hiện hòa hợp dân tộc phía neo lào hắc sạt cũng đưa ra một số đề nghị cụ thể nhanh chóng thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc gồm đại biểu các dân tộc đảng phái yêu nước tiến bộ để thực hiện các đường lối chính sách do ủy ban đảo chính đề ra đã được chính phủ thông qua phát động phong trào đấu tranh sau cuộc đảo chính ra các tỉnh thành nông thôn và đô thị trong các nước trừng trị bọn phản động tay sai đắc lực của đế quốc mỹ không để chúng tập hợp phản công lại lực lượng pathet lào và lực lượng đảo chính cùng nhau phối hợp hành động để chống lại bỏ âm mưu can thiệp của đế quốc mỹ và bọn phản động ban hành những chính sách cụ thể bảo đảm quyền tự do dân chủ cho nhân dân thả tất cả những người yêu nước yêu hòa bình bị chính quyền thân mỹ bắt giữ trái phép bảo đảm quyền tự do hoạt động của các đảng phái yêu nước tiến bộ trong đó có neo lào hắc Sạt và Ủy ban Hòa bình Trung lập, cải thiện đời sống nhân dân. Từ sau ngày 9 tháng 8 năm 1960, các binh sĩ yêu nước, dưới quyền lãnh đạo của Ủy ban Bảo đảm An ninh ở Viêng Chăn, nhiều truyền đơn nói rõ mục đích của cuộc đảo chính là đưa nước Lào ra khỏi nội chiến, thủ tiêu ách thống trị của bọn thân Mỹ. Các tầng lớp nhân dân ủng hộ đường lối chính nghĩa của Ủy ban đảo chính Trước khí thế đấu tranh và đòi hỏi chính đáng của quần chúng, Quốc hội Vương quốc phải bỏ phiếu không tín nhiệm chính phủ Sổn Sanit. Sau khi được nhà vua đồng ý, hoàng thân Suvana Fuma đứng ra lập chính phủ mới. Ngày 18 tháng 8, Quốc hội nhất trí biểu quyết tán thành chính phủ do hoàng thân Suvana Fuma làm thủ tướng. Hoàng thân Suvana Fuma tuyên bố chính phủ của ông kiên quyết đi theo đường lối hòa bình, trung lập, sẵn sàng nối lại hiệp thương với phái Pathet Lào ngày 31 tháng 10 năm 1960, một số chính khách yêu nước đã có sáng kiến thành lập Ủy ban xây dựng hòa bình trung lập, hòa hợp dân tộc và thống nhất quốc gia. Nhiệm vụ của ủy ban này là thống nhất các lực lượng yêu nước và yêu hòa bình nhằm giúp chính phủ vương quốc thực hiện đường lối hòa bình trung lập và hòa hợp dân tộc. Trong chính phủ Phu Ma, những người trung lập yêu nước do ông Kim Phon Sena lãnh đạo ngày càng có thái độ muốn đi hẳn với lực lượng của neo lào hắc sạt. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tìm cách vận động Fuma để cố gắng hòa giải giữa thủ tướng và phải hữu. Sau khi gặp đại sứ Mỹ, hoàng thân Suvana Fuma đồng ý thương lượng với Nosa Nosavan. Trong những cuộc hội đàm diễn ra giữa hai bên ở Luông Pha Băng, lúc đầu Fumi Nosavan và vài bộ trưởng trong chính phủ cũ hứa hẹn sẽ về viêng chăn tham gia chính phủ Fuma. Nhưng sau đó, Nosavan đứng ra thành lập cái gọi là Ủy ban Cách mạng ở Savana khệt do Bun Um làm chủ tịch. Chúng thách thức chính quyền của Fuma tuyên bố đình chỉ việc thi hành hiến pháp của Vương quốc và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước. Sở dĩ chúng làm như vậy vì được sự ủng hộ của Mỹ. Từ giữa tháng 9, Mỹ liên tục chở vũ khí và trang bị cho quân đội phải hữu ở Nam Lào. Những hành động ngang ngược của Mỹ và Bun Um, Nô Sa vằn đã đưa đến một kết quả trái ngược với mong muốn của chúng. Thủ tướng Lào từ chối không đáp ứng sự gợi ý của vua Savang Vathana triệu tập một cuộc họp giữa ba hoàng thân Suvana Phuma, Soufanou Vong và Bun Um ở Luông Pha Băng. Hoạt động lật đổ của phái Nosa Văn và sự can thiệp trắng trợn của Mỹ làm cho hoàng thân Suvana Fuma thấy rõ bộ mặt xấu xa của Mỹ, nên ông không còn con đường lựa chọn nào khác là liên minh với Neo Lào Hắc Sạt. Ngày 11 tháng 10 năm 1960, chính phủ Vương quốc bắt đầu đàm phán với đại diện Neo Lào Hắc Sạt ở Viêng Chăn. Ngày 18 tháng 11, hai hoàng thân gặp nhau ở Sầm Nưa hai bên nhất trí cho rằng việc thành lập một chính phủ liên hiệp có đại diện của các dân tộc đảng phái yêu nước kể cả neo lào hắc sạt đáp ứng sự đòi hỏi của toàn dân đấu tranh cho một nước lào độc lập thống nhất phồn vinh hạnh phúc là cần thiết thời gian này chính phủ vương quốc chính thức lập quan hệ với liên xô và sẵn sàng nhận viện trợ của liên xô đồng thời cử một đoàn đại biểu sang thăm việt nam và trung quốc trong khi đó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Viễn Đông đến viêng chăn gặp Phu Ma. Ông ta đặt điều kiện nếu chính phủ Phu Ma thực hiện sẽ nhận được viện trợ của Mỹ. Ba điều kiện đó là đình chỉ đàm phán với Pathet Lào, đưa no Sa Văn vào chính phủ và rời đô về Luông Pha Băng. Cả ba điều kiện đã bị hoàng thân Phu Ma khước tử. Nhà Trắng thấy rằng chỉ còn một cách cuối cùng nếu muốn cứu vãn tình thế, đó là cho phép Bun Um và Nô no Sa Văn tiến hành chiến tranh chúng tôi đang trao đổi những diễn biến phức tạp trên và dự kiến một số tình huống có thể xảy ra thì anh Văn tới cùng nghe. Một lát sau được tin một sĩ quan thuộc Ủy ban đảo chính lái chiếc máy bay T-28 từ Viêng chăn sang hạ cánh ở sân bay Bạch Mai đưa. Thư của Chủ tịch Ủy ban đảo chính Con Le gửi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị chính phủ Việt Nam có sự giúp đỡ khẩn cấp, trước mắt là cố vấn quân sự. Tôi đề nghị anh Văn cho dừng cuộc họp để làm công tác chuẩn bị và có thể đi ngay. Anh Văn đồng ý cho dừng cuộc họp và nói thêm một số vấn đề phía lực lượng cách mạng đang gặp khó khăn nhìn chung tình hình khó khăn hơn trước và chiều hướng xấu đi mỹ can thiệp rất thô bạo với lào trực tiếp chỉ huy các lực lượng tay sai triển khai chiến đấu hòng chiếm viêng chăn trên một mặt trận đang nóng bỏng lại rất nhạy cảm về chính trị và ngoại giao như thủ đô viêng chăn thì lúc này sự giúp đỡ của việt nam phải bí mật và nhanh chóng chủ yếu là giúp ý kiến cho bạn lào làm không dùng lực lượng việt nam trường hợp giữ được viên chăn hay phải rút khỏi viên chăn đều phải sử dụng tốt lực lượng cong le để liên minh chiến đấu với pathet lào lâu dài chĩa mũi nhọn chống mỹ và phải cực hữu tay sai mỹ anh mân làm nhiệm vụ trưởng đoàn cố vấn quân sự lúc này rất nặng nề và tế nhị ra trận một mình rất gấp lại thiếu hẳn một cơ quan tham mưu như lẽ thông thường càng khó cho anh hơn anh mân làm cố vấn quân sự cho cả hai phải là chính phủ vương quốc và neo lào hắc sạt khi lâm trận thì làm cố vấn cho những người chỉ huy đánh trận Điều đặc biệt là hợp tác với những người trong chính phủ vương quốc mà mình chưa hiểu họ, còn đánh giặc thì đánh bằng lực lượng của quân đội vương quốc, một quân đội mà mình không tổ chức, không huấn luyện, chưa từng chỉ huy họ, trong tác chiến gay go ác liệt họ có thể nghe theo mình, cũng có thể chống lại mình. Dừng một lát, Anh Văn nói tiếp: Sao giúp đỡ bên cạnh trung ương bạn trong tình huống nào ta cũng cố gắng giữ cho được lực lượng trung lập, quan trọng là nhóm sĩ quan con le để có điều kiện thực hiện liên minh chiến đấu mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất của cách mạng Lào, tạm thời có thể không giữ được thủ đô Viêng Chăn. Những mục tiêu trước mắt của cách mạng Lào là khôi phục và tăng cường thực lực, mở rộng ảnh hưởng chính trị, mở rộng địa bàn. Lực lượng trung lập đã đứng lên làm đạo chính thắng lợi, quan điểm chính trị của họ như thế nào cần phải nghiên cứu, nhưng đề nghị với bạn cố gắng tranh thủ con le, trước hết là phối hợp chiến đấu với họ. Cuối cùng, anh Văn nói, anh Mân sang Viêng Chăn nắm lại tình hình chúng ta sẽ bàn với nhau qua điện đài. Bộ Tổng Tham Mưu sẽ tổ chức ngay nhóm chuyên trách theo dõi chiến trường Lào do anh Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham Mưu trường phụ trách, cùng với một số cán bộ cục tác chiến, cục tình báo. Tôi chào anh Văn và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và quân đội giao cho. Anh Lê Đức Thọ từ nhà riêng điện thoại cho tôi. Sau khi hỏi một số công việc, anh Thọ nói, ý định anh Mân ở Tây Bắc lâu dài như đã nói trước đây, xem như không thực hiện được. Hôm nay không kịp gặp nhau, chúc anh lên đường thắng lợi tôi cảm ơn anh lê đức thọ đã dành tình cảm cho tôi trước lúc sang lào anh nguyễn trí thạnh gọi điện sau khi trao đổi một số công việc anh thanh nói tình hình rất gấp cậu cần đi sớm sang đó có thực tiễn khi gặp nhau sẽ bàn kỹ hơn như vậy sang lào lần này tôi mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng bộ chính trị không những đã có riêng một nghị quyết về công tác giúp đảng nhân dân cách mạng lào lại giao cho đồng chí ủy viên bộ chính trị tổng tư lệnh theo dõi và chỉ đạo giúp đỡ bên cạnh trung ương bạn anh lê đức thọ anh thanh cũng rất quan tâm đến vấn đề này động viên tội trước lúc lên máy bay tất cả những vấn đề nói trên thầm nhắc tôi rằng phải nỗ lực và nỗ lực thật nhiều để không phụ lòng tin của bộ chính trị nói chung và lòng tin của anh văn anh thọ anh thanh nói riêng tôi lên máy bay từ sân bay gia lâm sang lào chuyến bay ngoài tổ lại là người liên xô còn có tôi chu huy mân anh ngọc sĩ quan quân báo cậu điền công vụ cùng một tổ điện đài Trước khi đóng cửa máy bay, mỗi người chúng tôi được phát một ba lô dù và hướng dẫn. Khi bay trên đất Lào, nếu gặp máy bay địch tấn công thì thủ trưởng và các đồng chí theo cửa mở nhảy ra ngoài thì nhanh chóng bấm nút cho dù tung ra, xuống đất, theo hướng đông về Việt Nam. Tôi nói với anh Ngọc, chả lẽ học nhảy dù đơn giản thế thôi sao? Nếu tình huống xảy ra như dự kiến, ta cứ nhảy và nhớ hô khẩu hiệu vì nghĩa vụ quốc tế vô sản muôn năm. Từ trên máy bay nhìn xuống ai cũng thấy giấy trường sơn chạy theo hướng Bắc Nam rừng xanh bát ngát những con suối uốn khúc đến một đoạn nào đó từ dòng nước trong xanh tung lên bọt trắng khi chảy qua thác ghềnh đây đó những cụm dân cư người hát mông đã sống lâu đời thật là bức tranh đẹp bức tranh ấy như nhắc nhiều mọi người hãy vì cái đẹp con người và thiên nhiên mà cống hiến máy bay địch mấy lần lượn vòng quanh máy bay liên xô nhưng không dám hành động anh em ta nói đùa với nhau có lẽ chúng đến chào những người khách quý sau gần hai giờ bay đến 15 giờ máy bay hạ cánh xuống sân bay vát tẩy, viêng chăn an toàn. Từ cầu thang máy bay tôi đã thấy mấy anh em pa thét lào và chiếc xe GMT to tướng ra đó. Xe chở chúng tôi về một gia đình cơ sở cách mạng ngoại ô phía bắc thủ đô Viêng Chăn. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Phun Si Pasut, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại tá Singapore, Ủy viên Trung ương Neo Lào Hắc Sạt. Chúng tôi ôm nhau thắm thiết. Anh Phun Si Pasut vừa nắm tay tôi vừa nói, Tôi được trên thông báo có cố vấn quân sự cấp cao của Việt Nam sang. Tôi đoán và hy vọng người đó là anh. Quả đúng vậy. Chúng tôi cùng ngồi xuống sàn gỗ chung quanh tấm bản đồ khu vực Viêng Trăn. Anh Dĩnh sĩ quan quân báo Việt Nam báo cáo. Được sự giúp đỡ của Mỹ, bọn phản động Thái Lan, bọn tay sai Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Fumino ẩn giáo giết tập trung quân về đóng ở phía Nam và Tây thủ đô Viêng Trăn. Ngày 21 tháng 9 chúng đánh chiếm thị trấn Pạc San, Nam Viêng Trăn để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thủ đô, Mỹ và Nô Sa Văn đã xúi dục bọn tay chân gây bạo loạn. Điển hình là cuộc đảo chính do tên đại tá Kuza chỉ huy chiếm một số công sở nhưng đã bị các lực lượng yêu nước đánh bại. Ba ngày sau ngày mùng 9 tháng 12 năm 1960, hơn 2.000 quân Thái Lan và quân Ngụy Sài Gòn đổ bộ sang tây thủ đô Viêng Chăn. Bọn này dựa vào lãnh sự quán của chính quyền Ngô Đình Diệm ở ngay gần bờ sông Mê Công là một đầu cầu hiện nay chúng đang triển khai quân từ căn cứ Chinaino ở phía nam thủ đô chuẩn bị tấn công vào Viêng Chăn. Nghe anh Dĩnh báo cáo xong, chúng tôi chủ động đến gặp Con Le trong thời cuộc của đất nước Lào lúc bấy giờ thì Con Le là một người có vị trí rất quan trọng chủ tịch ủy ban đảo chính, tư lệnh lực lượng vũ trang trung lập. Lúc này Con Le và những người cộng sự gần gũi của ông ta như Đại úy Ketsana, Trung úy Đơn, Trung úy Thong Mi đang rất lo lắng trước lực lượng tiến công ưu thế của địch họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt các ông có thể giúp gì cho chúng tôi. Giữa lúc chúng tôi đang bàn thảo thì pháo binh từ nọn khai, trên đất Thái Lan, bán sang các khu vực cửa ngõ viêng chăn. Con le và một số sĩ quan vương quốc bắt đầu nao núng. Chúng tôi nói với con le động viên binh sĩ trung lập nỗ lực chiến đấu chặn quân Fumino Sa Vằn. Quân địch chưa thể chiếm thủ đô viêng chăn trong vài ngày tới. Trước tình hình quân đội Thái Lan nã pháo 105 ly và cối 120 ly vào thủ đô Viêng Chăn trong khi lực lượng quân đội Vương quốc lại không có pháo, tôi điện về Hà Nội, đề nghị anh Văn như một ngoại lệ đưa sang hai đại đội pháo binh với thành phần rút gọn, số còn lại sẽ bổ sung bằng các chiến sĩ Lào. 14 giờ ngày hôm sau máy bay Liên Xô từ Hà Nội sang đem theo một đại đội lựu pháo 105 ly, hai khẩu và một đại đội cối 120 ly, hai khẩu, với 29 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Kích chỉ huy. Anh em pháo binh ta triển khai ngay trận địa sẵn sàng đợi lệnh nổ súng pháo binh Thái Lan từ nọng khai lại tiếp tục bắn sang viêng chăn chi viện cho bộ binh và thiết giáp của Nô Sa Văn tiến vào thủ đô. Nhân dân viêng chăn bắt đầu gồng gánh, xe thổ, xe đẩy rất díu nhau sơ tán ra vùng ngoại ô. Trước sức ép của pháo binh Thái Lan, anh Lê Kích và Con Le đề nghị cho pháo của ta đánh trả. Tôi cân nhắc rồi quyết định bắn 10 quả đạn liệu pháo 105 ly vào trận địa pháo nọng khai, đúng lúc nó bắn sang đất Lào. Anh Lê Kích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, buộc pháo binh Thái Lan câm họng, sau đó, pháo ta còn bắn vào một số cụm quân phái hữu triển khai ở căn cứ Chinaimo phía nam Viêng Chăn, gây thương vong cho địch. Quân lính của con lè cũng như bản thân ông ta vui ra mặt, họ ca ngợi pháo binh Việt Nam bắn giỏi. Tôi thống nhất một số quy định sơ bộ có tính nguyên tắc về quan hệ làm việc giữa chúng tôi và con lè. Con lè và những người cùng đi phấn khởi sẵn sàng nói mọi chuyện, xem ra không có vẻ giấu giếm. Bắt đầu từ đây nảy sinh mối quan hệ tay ba, Việt Nam Pathet Lào, Ủy ban đảo chính, Chúng tôi thống nhất với anh Phun Sipasert và anh Sinkapo những nội dung đã thống nhất thì Pathet Lào làm việc trực tiếp với con Le. Nếu con Le hỏi lại, chúng tôi nói đúng như đã bàn giữa chúng ta. Cũng có việc chúng tôi chủ động bàn với con Le, sau đó báo lại cho bạn biết. Cách làm việc này đã nâng cao uy tín của Pathet Lào, đồng thời nhiệm vụ giúp bạn đã xuất hiện điều kiện mới đòi hỏi cán bộ quân sự Việt Nam phải có cách nghĩ và cách làm mới để vừa để cao vị thế Pathet Lào vừa nắm được lực lượng con Le trận đánh hỏa lực đã cho chúng tôi một kinh nghiệm thực tế ở Lào. Lúc này hơn lúc nào hết vai trò của hỏa lực pháo binh rất quan trọng. Quân Thái Lan và quân phái hữu rất sợ phản pháo. Dù chúng ta chỉ có hai đại đội, nhưng bộ phận pháo binh này do Lê Kích chỉ huy đóng một vai trò to lớn. Lực lượng phòng thủ viêng chăn của bạn chỉ có một tiểu đoàn dù, một tiểu đoàn thiết giáp 20 xe bọc thép AM và một đại đội thét Lào, 36 người, cùng một bộ phận thanh niên Lào tình nguyện trong lực lượng trung lập có hai đại đội pháo binh độc lập, tổng cộng khoảng 700 người. Trong khi đó lực lượng phái hữu do Mỹ chỉ huy đông hơn ta nhiều lần. Một lực lượng của địch đã lọt vào viêng chăn, ấn nấp ở các sứ quán Mỹ, Thái Lan, Ngụy Sài Gòn và trụ sở của cơ quan viện trợ Mỹ. Cuộc chiến viêng chăn diễn ra theo cách quân địch tiến công vào tuyến phòng thủ bị quân đội con le đánh trả chúng lùi lại củng cố. Ngày hôm sau đánh tiếp, chúng không dám trực tiếp đánh vào nơi quân con le bố phòng. Một tuần lễ trôi qua, quân Nô vẫn chưa có khả năng đánh bại quân Seon Ogle, quân Con Lè cũng không có khả năng đánh những đòn mạnh buộc quân phái hữu phải từ bỏ cuộc tiến công. Nhưng tôi nhận thấy một vấn đề bất lợi cho bạn là kẻ địch dựa vào các bàn đạp trên đất Thái Lan, dựa vào quân đông nên chúng đã triển khai lực lượng chiếm dần các khu vực xung quanh Viêng Chăn, sân bay Vát Tẩy, nơi quân Con Le giữ làm đầu cầu hàng không nối Viêng Chăn Hà Nội cũng bị uy hiếp trong lúc quân đội phái hữu ngày được tăng thêm lực lượng đánh chỗ này chỗ khác thì quân con lẽ hầu như không được tăng cường, chỉ giữ tuyến phòng ngự phía đông thủ đô Viêng Trăn. Phòng ngự đơn thuần là bị động và thất bại nếu không nói là chết nghĩ như vậy cũng phù hợp với ý định dự kiến của lãnh đạo hai đảng Việt Lào về tình huống phải rút khỏi Viêng Trăn đang trở thành hiện thực. Ngày thứ tư, anh Bảy và một bộ phận giúp việc bí mật từ Hà Nội bay sang Viêng Trăn. Mấy năm xa cách giờ gặp lại nhau giữa chiến trường nóng bỏng chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, Lúc này về phía Việt Nam có thêm anh Đào Việt Hưng và anh Đình Khánh. Chúng tôi bắt tay ngay vào bản phương án. Anh Bảy và tôi đã xem xét tình hình cùng thống nhất rút khỏi viên chăn. Vấn đề lớn nhất cần tính đến rút khỏi viên chăn thì đưa lực lượng bạn đi đâu. Phải có một vùng sát căn cứ của Pa Thét Lào để làm chỗ dựa, làm địa bàn đứng chân cho họ, bảo đảm quân lính của họ không những không bị tan rã mà còn củng cố được đội ngũ từ viên chăn rút ra, xây dựng được lòng tin vào Pa Thét Lào cùng với Pa Thét Lào chiến đấu liên minh lâu dài vì sự nghiệp lớn và cao cả của nhân dân các bộ tộc lào sau khi trao đổi với cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam và những đồng chí đã từng hoạt động ở cánh đồng Trung siêng khoảng và mường phương làm việc với anh bảy tôi đưa ra ba phương án phương án thứ nhất rút lực lượng về sầm nưa một vùng căn cứ địa khá vững chắc của pathet lào nhân dân các bộ tộc ở đây đã qua mấy năm kháng chiến chống thực dân pháp theo hiệp định geneva sầm nưa một tỉnh tập kết một căn cứ quan trọng hơn 3 năm sầm nưa là địa bàn đứng hân của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, mặt trận neo Lào hắc sạt và phần lớn lực lượng vũ trang về tập kết. Qua mấy năm, mấy cuộc vận động giáo dục mở ra liên tiếp, nhân dân các dân tộc ở đây đã có nhận thức khá rõ về thù, bạn. Sầm nưa giáp Sơn La, Thanh Hóa, Việt Nam, giao thông vận tải tương đối thuận lợi. Nhưng địa bàn này chỉ có khả năng phòng ngự, ít có khả năng tiến công phát triển. Rút lực lượng về sầm nưa, bộ đội bạn phải băng rừng lội suối trên 500 km. Hậu cần tiếp tế rất khó khăn. Lực lượng trung lập chưa được động viên giáo dục chu đáo. Họ chưa từng nếm trải khó khăn gian lao, lại có gia đình sĩ quan đi theo. Chặng đường dài này khó tránh khỏi hiện tượng ngang tắt và không loại trừ họ có những hành động phiêu lưu. Điều quan trọng nhất trong phương án này rõ ràng là bất lợi về chính trị, từ lực lượng trung lập liên minh chiến đấu trở thành lực lượng sáp nhập với Pathet Lào cả địa lý tự nhiên và vị trí chính trị khó lôi kéo được hoàng thân Suvana Phuma, Kinim và những nhân vật khác về hội tụ ở Sầm Nưa để mưu cầu việc lớn. Điều quan trọng nhất là cách mạng Lào không tận dụng được thời cơ nhanh chóng phát triển thế và lực, đã không phát triển tất nhiên khó khăn mới sẽ xuất hiện. Phương án này không thể lựa chọn. Phương án thứ hai, rút lực lượng bạn về Mường Phương, một căn cứ rừng núi khá vững chắc về phía bắc thủ đô Viêng Chăn 100 km. Mường Phương được xem như là một trong những căn cứ địa của tỉnh Viêng Chăn. Nhân dân ở đây đã trải qua mấy năm kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Trung ương Neo Lào Hắc Sạt, được tuyên truyền giáo dục nhiều, hầu hết nhân dân một lòng đi theo cách mạng. Ở đây có mấy cánh đồng, không rộng lắm, nhưng nhân dân đủ ăn và có thừa chút ít. Nhưng giao thông liên lạc thực sự khó khăn, không có sân bay dù chỉ là giá chiến. Mường Phương ở vào thế sát Thái Lan xa Việt Nam. Phòng ngự, tiến công đều khó, bộ đội tập trung ở đây lâu ngày sẽ phát sinh hiện tượng phức tạp có thể nói vị trí này rất thấp cả về ý nghĩa chính trị chiến lược không có khả năng phát triển cách mạng lào vị trí này càng khó lựa chọn phương án thứ ba mở cuộc hành quân đưa lực lượng bạn táo bạo bí mật bất ngờ tấn công tiêu diệt và làm tan giá quân địch giải phóng cao nguyên cánh đồng chum và thị xã siêng khoảng cơ bản là giải phóng một tỉnh phần đông là dân tộc hơ mông cánh đồng chum là một cao nguyên ở bắc lào hay nói Bắc Đông Dương cũng được. Sân bay cánh đồng chum tuy lát bằng phiên sắt nhưng máy bay vận tải của Liên Xô và của đối phương lên xuống thuận lợi. Sửa sang một chút ít có thể sử dụng loại máy bay hiện đại hơn. Hãng thông tấn Mỹ UPI ngày 31 tháng 12 năm 1960 nhận định hệ thống sân bay này được coi là tốt nhất ở Lào. Từ sân bay cánh đồng chum đi về hướng nam mấy chục cây số đường ô tô thì đến thị xã Siêng Khoảng. Ở đây có tỉnh đường của viên tỉnh trưởng cơ quan hành chính các ngành của tỉnh Siêng Khoảng, có mấy dãy phố của gia đình công chức và thường dân buôn bán. Từ cánh đồng chum theo đường số 7 về hướng đông, đầu tiên bắt gặp thị trấn Phôn Sa Văn cao giáo rộng rãi với những rừng thông giả bát ngát quang cảnh tuyệt đẹp. Qua một chặng nữa không dài lắm đến thị trấn Bản Ban, vị trí nọn hết gần biên giới Nghệ An, Việt Nam. Giải phóng Bản Ban có thêm con đường ngựa đi sang tỉnh Sầm Nưa. Từ cánh đồng chum đi theo đường số 7 về hướng Tây Bắc qua ngã Ba Phiêng Luông đến Mường Sủi, Bắc Băng Păng, ra ngã Ba Sala Phu Khum. Đến đây rẽ phải đi Luông Pha Băng, kinh đô cũ của Vương quốc Lào, rẽ trái sang đường 13 đến thủ đô Viêng Chăn. Có thể nói giải phóng được cao nguyên cánh Đồng Chum, tỉnh Siêng Khoảng, cách mạng Lào sẽ phát triển cao cả về thế và lực. Địa bàn này có vị trí chính trị chiến lược, rất có thể tập hợp được hoàng thân Suvana Phuma, Kinim và những nhân vật khác để mưu tính việc lớn. Đồng thời đây cũng là thời cơ thuận lợi cho công tác ngoại giao cả hai phía. Cánh đồng chum là một cao nguyên có lợi thế về quân sự như cách mặt khác đã nói. Làm chủ được cánh đồng chum có khả năng khống chế thủ đô viên chăn, cố đô luông pha băng về phía đông sát với hai tỉnh thanh hóa, nghệ an, việt nam. Cục diện chiến tranh đông dương lần thứ hai có thể diễn ra. Đế quốc mỹ sẽ liên minh với lực lượng sổm sanit có thêm hỏa lực đổ bộ xuống cánh đồng chum ngăn chặn đường tiến của lực lượng bạn. Trên dọc đường tiến công, bọn phỉ vàng bao có thể liên tục đánh tỉa gây khó khăn cho ta sau khi bạn về giải phóng cánh đồng chum, siêng khoảng, Mỹ và Ngụy Lào có thể có những hành động mà ta chưa lường hết. Cho nên bí mật, vượt khó khăn trở ngại, tranh thủ thời gian tiến công nhanh là những yếu tố quyết định. Sau mấy lần trao đổi với anh Bảy, chúng tôi báo cáo về Hà Nội sự lựa chọn phương án thứ ba. Những ý kiến từ chiến trường cũng phù hợp với ý định của Hà Nội. Trong bức điện ngày 14 tháng 12 năm 1960 của anh Văn, có nói, cánh đồng chum là một địa bàn hấp dẫn về chiến lược, một cao nguyên rộng lớn mà địch đang sơ hở. Ta có thể dùng lực lượng không lớn nhằm vào chỗ sơ hở này đánh đòn bất ngờ chớp nhoáng làm chủ cao nguyên, tiếp theo giải phóng cả thị xã siêng khoảng, bản ban. Nếu làm tốt có thể biến cuộc rút lui khỏi viên chăn thành đòn tiến công có ý nghĩa chiến lược đánh chiếm cánh đồng chum, siêng khoảng, cách mạng Lào có bước phát triển mới và cao hơn sau khi nghe tôi trình bày tổng hợp thành ba phương án và đề nghị lựa chọn phương án thứ ba cho cuộc rút quân và tiến công anh bảy vui vẻ nắm chặt tay tôi và nói cảm ơn tướng quân thao chăn tên của tôi khi ở lào ý tưởng thật tuyệt vời chúng ta quyết tâm giành thắng lợi có ý nghĩa chính trị chiến lược này ngừng một lát anh bảy nói giọng trầm trầm phương án tuyệt vời nhưng khó khăn thử thách không nhỏ có những khó khăn phức tạp mà ta chưa lường hết cần tiếp tục suy nghĩ để giành quyền chủ động ý kiến của anh rất đúng tôi nói kinh nghiệm xưa nay của đấu tranh cách mạng và chiến tranh yêu nước mỗi cuộc tiến công mục đích lớn có ý nghĩa sâu sắc bao giờ cũng gắn liền với thử thách khó khăn thắng lợi qua khó khăn quyết liệt giá trị càng cao chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng chúng tôi cùng thống nhất giữ kín ý định này chưa nói sớm với ông kinim fonsena và con le một hai ngày tới chúng ta khéo gợi ý để họ đề ra phương án phù hợp Lúc ta nói rõ ý định con lè sẽ không bỡ ngỡ lắm gây không khí thuận lợi ban đầu. Ngày 18 tháng 12 năm 1960, chúng tôi chỉ để lại ở thủ đô Viêng chăn một đội du kích và mấy chục thanh niên tình nguyện bám địch, tiếp tục chiến đấu, kìm chân địch. Đại bộ phận lặng lẽ rời khỏi thủ đô Viêng chăn Trong đội hình hành quân bộ phận Việt Nam và Pa Thét Lào có anh Bảy, anh Phun Sipasut, anh Sinkapo và ông Kim Phun Sena. Khi đến bôn Khiêng, tôi nhận được điện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chủ động gặp Kim Nim Sena Phó Thủ tướng Vương quốc, lúc này Phu Ma đang nghỉ ở Phnom Penh, nói rõ phương án tiến công của hai lực lượng và mời ông ta đến Hà Nội nghỉ, đồng thời bàn công việc sắp tới. Tôi cho người báo trước Kim Nim, hẹn cuộc gặp vào 9 giờ sáng. Lúc này ông đang ở một bản sát quốc lộ 13. Đúng giờ hẹn, tôi đến đã thấy ông đợi sẵn ở chân cầu thang nhà sàn. Sau ít phút chào hỏi xã giao, Tôi chuyển lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời ông sang Hà Nội nghỉ và bàn một số vấn đề trọng đại. khi Ninh từ tốn đáp lễ và tỏ lòng cảm ơn chính phủ ta. Khi trao đổi về tình hình chiến sĩ, Kim Ninh thắng thắn nói. Quân phái hữu đã chiếm lại thủ đô của chúng tôi. Trước hết đề nghị Việt Nam cho quân đội sang đánh đuổi lực lượng này, giành lại thủ đô Viên Trăn. Lúc đó sẽ bàn đến việc thành lập chính phủ liên hiệp có Pa Lào tham gia. Tôi trình bày khái quát tình hình thế giới và khu vực. Tương quan lực lượng giữa trung lập và Pathet Lào với lực lượng phái hữu lúc bấy giờ. Cuối cùng tôi nói, Viêng Chăn là thủ đô của nhân dân các bộ tộc Lào, trước sau Viêng Chăn cũng thuộc về lực lượng trung lập và Pathet Lào, thuộc về nhân dân Lào. Trước mắt như tôi đã tình bày ở trên chưa thể thực hiện được sự mong muốn chính đáng của ngài. Trong cuộc chiến này, tạm lui một bước để tiến lên nhanh và cao hơn. Kim Nim có vẻ không thỏa mãn những điều tôi nói. Nếu Việt Nam thật lòng muốn giúp chúng tôi thì tốt hơn hết là cho quân đội sang đánh giữ thủ đô Viêng Chăn. Tôi tiếp tục lý giải và thuyết phục, vẻ mặt ông dịu dần. Cuối cùng Kim Nim đồng ý hôm sau lên máy bay từ Văng Viêng sang Hà Nội. Ngày hôm sau, một sĩ quan phái viên Bộ Tổng tham mưu từ Hà Nội bay sang hạ cánh tại sân bay giã chiến Văng Viêng, truyền đạt chỉ thị của anh Văn, đại ý phải nỗ lực cao nhất tiến công cánh đồng chum, nhanh chóng chiếm lấy Cao Nguyên này trường hợp quân con le quá yếu kém tan rã trên đường tiến quân thì thực hiện phương án đưa con le và một số người gần gũi anh ta về sầm nưa, khôi phục và phát triển lực lượng này. Liên minh với Pathet Lào chống Mỹ Anh Minh cho chấn chỉnh lực lượng ở khu vực Văng Viêng, bố trí một bộ phận giữ nam bờ sông Nậm Lịch, cầu Hin Hợp, gấp rút chuẩn bị cho cuộc tiến công. Phải làm sao sử dụng tốt nhất lực lượng trung lập con le luôn luôn là vấn đề làm tôi chăn trở thuận lợi cho công việc thời gian này là con le rất kính phục thầy giáo cũ sincapo ý kiến của anh sincapo và tôi đều được con le thực hiện tốt tôi có phần yên tâm đối với con le nhưng cũng thấy cẩn thận trọng trong việc ứng xử với các phó chỉ huy của anh ta dù sao cho đến lúc này có thể coi đại đội pathet lào và lực lượng trung lập cũng như bộ đội việt nam việc cần thiết là giả soát tổ chức biên chế trang bị và đánh giả khả năng chiến đấu của từng phân đội thật không may trong lúc bao công việc dập dồn bao vấn đề cần giải quyết thì tôi bị sốt cao triền miên, cộng thêm bệnh kiết lỵ hành hạ, người xuống sức nhanh chóng. Giữa lúc đó thì anh Văn Điện sang. Tôi phải về Hà Nội gấp, giữ kín việc tôi về nước đối với con le. Buổi chiều về đến Hà Nội, sáng hôm sau anh Văn chủ trì một cuộc họp bản phương án tiến công giải phóng cao nguyên cánh đồng chung siêng khoảng. Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ, đáng chú ý là một số tình huống cơ bản, địch phát hiện hướng hành quân của ta chúng có thể tăng cường lực lượng xuống cánh đồng chum để ngăn chặn. Trên đường hành quân đi qua vùng người Lào Sủng, bọn phỉ vàng tao có thể chặn đánh và bắn tỉa. Khi gặp tình huống khó khăn, còn lẽ có thể làm phản diệt anh em Việt Nam và Pa Thét Lào rồi quay về Viêng Chăn. Khi bạn chiếm được cánh đồng chum siêng khoảng, quân phái hữu có thể dùng máy bay oanh tạc và cho quân nhảy dù chiếm lại. Các tình huống trên trong cuộc họp khi nêu ra, mọi người đều dễ thống nhất biện pháp xử trí. Một vấn đề quan trọng đặt ra lúc này là ai sẽ tạm thay nhiệm vụ giúp bạn trong lúc tôi ốm. Cơ quan chức năng đưa ra mấy đồng chí để cân nhắc. Anh Văn ngồi hồi lâu lộ vẻ băn khoăn, vẫn chưa quyết định ai đi thay tôi. Đón bắt tâm tư của anh Văn, tôi nói. Nhiệm vụ giúp bạn đang vào thời điểm khẩn trương, chậm là mất thời cơ. Tình hình ở Lào tôi là người nắm khá chắc, cả lực lượng Pathet Lào và lực lượng trung lập con le. Đề nghị anh Văn ngày mai tôi không vào viện 108 chữa bệnh như dự kiến, mà đi Lào ngay. Anh Văn và những người trong cuộc họp như vui lên. Anh Văn nói, anh Mân đi Lào thực hiện nhiệm vụ giúp bạn là rất thuận lợi. Nhưng anh đang ốm, tôi phải báo cáo xin ý kiến của bác trước khi quyết định để anh đi. Nói xong, anh Văn ra khỏi phòng họp. Chúng tôi tiếp tục trao đổi kỹ thêm một số tình huống. Trong đó có vấn đề tôi đề nghị cơ quan bộ tổng tham mưu. Khi bạn giải phóng được cánh đồng chung siêng khoảng thì các anh gửi thêm vũ khí, khí tài để dự phòng các anh cơ quan đều nói sẽ đáp ứng yêu cầu. Vài chục phút sau anh Văn trở lại phòng họp, anh nói. Bác Hồ nhắc lại, chúng ta giúp bạn phải giúp tận tình. Anh Mân đi nếu xảy ra việc gì cũng phải chấp nhận. Anh nên mang thuốc trị bệnh và phải thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi. Qua ý kiến của bác, tôi hiểu rằng bác Hồ và lãnh đạo đảng ta rất quan tâm đến yêu cầu của đảng và nhà nước Lào về việc giúp bạn trong tình hình hiện nay. Anh Văn còn nói nhiều vấn đề về chủ trương và kế hoạch để ngỏ những phương án hành động cụ thể tôi căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định kịp thời. Chúng tôi tâm đắc phương án tiến công giải phóng cánh đồng chung siêng khoảng nhưng cũng có nhiều lo lắng về sự kiên định của quân trung lập con le, đặc biệt là những người chỉ huy. Chúng tôi đã trao đổi những vấn đề rất cụ thể như nắm địch và đánh giá tình hình địch, nắm chất lượng ba con đường, số 13, số 7 và số 6, có thuận lợi cho hành quân cơ giới không? Việc bảo đảm vật chất, kỹ thuật cho cuộc hành quân. Kết thúc cuộc trao đổi, anh Văn dặn, phải nắm chắc con le, đề phòng con le và một số người lúc khó khăn có thể làm phản rồi chạy trốn. Dọc đường số 7 có nhiều phỉ mẹo, cần tổ chức đánh phỉ để mở đường tiến quân, đến mường sùi cho trinh sát nắm địch ở ngã ba phiêng luông và cánh đồng chum, đánh giá tình hình và quyết định tiến vào cánh đồng chum hay đi qua sầm nưa do anh Mân quyết định và điện báo cáo ngay về bộ. Ở phía đông bắc tôi sẽ cho quân khu 4 đánh chiếm nọng hét và bản ban hỗ trợ cho anh trong cả hai trường hợp đánh chiếm cánh đồng chum siêng khoảng hoặc không đánh được phải đưa lực lượng con le theo đường số 6 đi sầm nưa. Tôi cảm nhận sự lo lắng của anh Văn, người trong lúc này được bác Hồ và lãnh đạo đảng ta giao trực tiếp phụ trách công việc ở Lào. Dường như anh Văn cũng thông cảm những khó khăn phức tạp khi phải gấp rút bắt tay và thực hiện một nhiệm vụ khá đặc biệt trên một chiến trường chưa được chuẩn bị. Trong điều kiện đó, anh Văn muốn đòi hỏi người chỉ huy ở chiến trường một sự khôn ngoan và sáng tạo để thực hiện cho bằng được yêu cầu chính trị to lớn trong lúc này đồng thời muốn giúp đỡ tôi trên cương vị người tư lệnh chiến trường phải độc lập tác chiến trong điều kiện thiếu thốn nhiều thứ, nhất là lực lượng, vẫn phải ra đi, dù đơn thương độc mã cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thầm hứa với anh Văn sẽ hết lòng làm tốt điều mà anh Văn mong muốn. Trở lại vong viên, việc đầu tiên của tôi là kiểm tra công tác chuẩn bị để bắt đầu cho một cuộc hành quân tiến công. Tôi gặp riêng con Lè, nói rõ ý định tiến công giải phóng cao nguyên cánh đồng chung siêng khoảng phân tích cái lợi lớn nhất của cuộc tiến công xác định nguyên tắc hành động là bí mật bất ngờ nhanh chóng quan trọng nhất là giữ bí mật khi còn đóng quân ở văng viên phải làm như sẽ còn ở đây lâu dài nhưng khi xuất quân phải tiến nhanh làm cho kẻ địch không kịp đối phó trên đường tiến quân địch có thể cản trở bằng các lực lượng địa phương ta phải khéo léo thu phục các lực lượng đó chỉ khi nào chúng nổ súng chống lại thì ta mới đánh khi đã đánh phải hành động nhanh để tiến quân tới địch lực lượng bảo vệ khu vực từ Văng Viên đến sông Nậm Lịch, chỉ để lại một trung đội Pathet Lào và một khẩu pháo 105 ly. Trường hợp địch từ Viên chăn tiến lên thì kiên quyết chặn chúng lại bờ nam sông Nậm Lịch. Các phân đội ở lại Văng Viên hoạt động bình thường, cần phô trương lộ liễu, làm như lực lượng lớn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Buổi sáng ngày 29 tháng 12 năm 1960, thung lũng Văng Viêng sương mù tan nhanh, bầu trời không một gợn mây chiếc máy bay từ hà nội sang hôm trước đã có thể cất cánh về việt nam thông thường trong chiến tranh vô vàn những giờ phút tiến đưa giạt rào tình cảm kẻ sông pha ngàn dặm hứa hẹn chiến công người về hậu phương ngày đêm háo hức chờ mong tiến chân anh bảy có anh phun Sớt, về phía việt nam có anh đình khanh và anh đào việt hưng anh bảy nắm tay tôi nói từng lời chúng ta ai cũng thấy mục đích lớn ý nghĩa sâu xa của cuộc tiến công cánh đồng chum siêng khoảng nhưng một thực tế khó rút khỏi suy nghĩ của chúng ta là lực lượng trung lập con lẽ ít qua chiến đấu. Công tác động viên khuyến khích họ chúng ta làm chưa đủ. Bộ đội Pa Thét là chỉ có vài chục cán bộ chiến sĩ. Sức khỏe của anh Mân lại chưa thật ổn định. Dọc đường hành quân, biết bao những tình huống cụ thể chưa lường hết, tôi rất phân vân. Rất tiếc tôi không thể cùng đi với anh tiến thẳng đến cánh đồng chung siêng khoảng. Nắm tay anh bảy như không muốn rời. Tôi nói, đề nghị anh Bảy và các anh về Hà Nội cùng với các anh khác trao đổi tình hình, dự kiến công việc sắp tới. Khi bộ đội và tôi về đến cánh đồng chung, siêng khoảng chắc chắn công việc nhiều mới mẻ và phức tạp, mời các anh lên thật sớm để bàn bạc thống nhất và có kế hoạch hành động. Thâm tâm thôi nghĩ, nói như thế cũng là hạ quyết tâm lần cuối để các đồng chí lãnh đạo ở hậu phương yên lòng. Tối ngày 29 tháng 12 năm 1960, thị trấn Văn Viêng hiểm trở chứng kiến cuộc xuất quân hào hùng từng đoàn xe quân sự đèn pha sáng trưng nổi máy chấn động cả núi rừng bắt đầu cuộc tiến quân. Đi đầu là một đại đội thiết giáp, 6 chiếc, một đại đông công binh. Tiếp đến là lực lượng chủ yếu gồm tiểu đoàn rủ, một đại đội thiết giáp, 6 chiếc hai đại đội pháo, Việt Nam, và một đại đội pa thét Lào. Toàn bộ lực lượng khoảng 1.400 người. Tôi và anh Singapore đi cùng đại đội Pathet Lào hàng trăm xe ô tô và xe thiết giáp cố tiến nhanh trên con đường 13 chật hẹp và hiểm trở chạy ven các triển núi một bên là vực sâu, một bên là vách núi dựng đứng xuyên giữa những cánh rừng già. Tôi nhiều lần được báo cáo là công binh đang sửa đường hoặc xe hỏng, đang sửa chữa. Sốt ruột quá tôi vượt lên kiểm tra một số trường hợp xe hỏng làm tắc đường tiến quân, trao đổi với anh Singapore rồi đề nghị bỏ lại xe hỏng, kéo xe hỏng vào vệ đường khe núi, giải phóng mặt đường, tiến quân lên mệnh lệnh được chấp hành và đoàn xe lại chuyển bánh. 100 km đầu tiên đã vượt qua. 15 giờ chiều hôm sau đại đội thiết giáp đi đầu và quân trung lập con le sau khi chiếm được điểm cao 1692 liền chia làm 3 mũi. Mũi thứ nhất tiến theo đường 13 đánh vào Sa La Phu Khum ở ngã 3 đường 13 và đường số 7. Mũi thứ hai tiến công ở Pu Sùng phía nam đường số 7. Mũi thứ ba làm nhiệm vụ nghi binh đánh lên hướng Luông Pha Băng. Tại Sa La Phu Khum, một tiểu đoàn quân chính quy của Nô Sa Văn đóng tại đây vì tin những lời của Phu Mi Nô Sa Văn Đinh Ninh là quân Pa Thép và quân Con Lè đã mất hết pháo binh, nên cố bám giữ vị trí này. Nhưng đến khi pháo 105 ly của ta bắn thì tất cả sĩ quan binh lính của chúng hốt hoảng dẫm đạp lên nhau, đứa chết, đứa bị thương, một đại đội xin hàng, tiểu đoàn địch bị đánh tan, ngã ba chiến lược quốc lộ số 13 và quốc lộ số 7 được giải phóng đường số 7 con đường tiếp vận duy nhất còn lại của lính Nô Sa giữa Luông Pha Bang và Siêng Khoảng bị cắt đứt. Mũi thứ hai tiến công địch ở Pu Sùng làm chủ 5 km đầu tiên của con đường số 7, con đường dẫn tới cánh đồng chung. Nhiều đơn vị cỡ trung đội, đại đội gặp bộ đội Pa Thét Lào xin đầu hàng. Tôi trao đổi với anh xin Capo sử dụng một số hàng binh, cho ăn no, thả họ về, vận động dân làng tiếp tế lương thực thực phẩm cho quân chính phủ đánh Luông Pha Bang. Tin quân thép và quân Cong Le đánh Luông Pha Băng nhanh chóng được lan truyền. Trong khi đó xuất hiện một mũi đánh lên hướng này, lực lượng không là bao. Một đại đội quân Cong Le càng làm cho quân Nô Sa vẩn tin ta đánh Luông Pha Băng thật. Vì thế Nô Sa vẩn càng chủ quan cho rằng bộ đội Cong Le và Pathet là chỉ tìm đường lên phía Bắc, làm gì có lực lượng đánh sang cánh đồng chum Siêng khoảng. Trong khi đó quân của chính phủ Vương Quốc và Pathet Lào liền tập trung đánh dọc theo đường số 7 sang phía Đông. Các vị trí địch hoảng hốt bắt đầu phá cầu, ngã cây chặn lối hòng ngăn cản cuộc tiến quân của ta. Lực lượng công binh do đại úy Thong Phun chỉ huy đi đầu làm việc ngày đêm mở đường cho đại quân cơ giới tiến lên. Tiến trên đường số 7 chưa được là bao thì lực lượng của ta gặp phỉ vàng bao chặn đánh. Đội hình hành quân phải dừng lại ngay trên đường. Bộ phận anh em Việt Nam và anh Singapore nghỉ gần một bản người lào sùng chịu ảnh hưởng của phỉ vàng bao lúc đầu anh em pa thét lào rất ngại vào bản người lào sùng nhưng nằm giữa đường đều cảm thấy không an toàn tôi lại nghĩ khác nếu mình làm tốt công tác vận động thì đóng quân trong bản có khi an toàn hơn nghỉ ở ven đường thế là chúng tôi mạnh dạn đi vào bản người dân ở đây đã chạy hết chỉ còn một gia đình với hai ông bà già ông cụ bước ra nhìn chúng tôi có vẻ thăm dò chúng tôi chào cụ bằng tiếng lào sùng thấy anh em việt nam nói tiếng lào sùng nét mặt cụ dạng dần ông cụ mời mọi người vào nhà chúng tôi giải thích cho hai cụ anh em pathet lào và quân chính phủ đi đánh quân phiến loạn tay sai của mỹ bảo vệ nhân dân các bộ tộc lào cụ nghe mắt dõi nhìn chúng tôi thỉnh thoảng lại gật gật mái đầu rối bù đã bạc chúng tôi hỏi tình hình dân làng sức khỏe hai cụ cụ chỉ tay vào vết thương đang dỉ máu ở chân đồng chí y tá nhanh tay lấy thuốc và băng chữa trị vết thương rồi pha một cốc sữa mời cụ uống trước thái độ chu đáo ân cần của anh em pathet lào và việt nam ông bà cụ mời anh em nghỉ lại trong bản tối hôm ấy chúng tôi mời ông bà cụ cùng ăn cơm ông cụ tay chống gậy dẫn chúng tôi đến chỗ đông người ông nói bộ đội pa thép và bộ đội việt nam là con em của nhân dân bộ đội chỉ đánh quân phiến loạn bọn tay sai nước ngoài để bảo vệ dân bản người lão sùng chúng ta phải ủng hộ bộ đội lúc này chúng tôi mới biết ông cụ là người rất có uy tín đối với dân trong bản đêm hôm đó mọi người ngủ ngon anh em pathet lào đã có thêm một bài học về công tác dân vận và hiểu ra không phải người lào sủng ai cũng xấu. Sáng hôm sau, dân bản đem đến một con lợn. Ông cụ người lào sủng nói, đây là tấm lòng dân bản ủng hộ bộ đội để có sức đánh giặc. 8 giờ đại quân tiếp tục lên đường. Cả một buổi sáng đội hình cơ giới dài rằng giặc chỉ vượt được một chặng đường khoảng 13 km từ nậm chết đến sắp băng băng. Trước tình hình trên tôi và anh Sin Capo vượt lên phía trước, nhìn các phân đội quân con le triển khai chiếm lĩnh các điểm cao hai bên đường tôi trao đổi với anh capo mục tiêu của chúng ta không phải là phỉ mẹo mà là cánh đồng chum vì thế không được phép dừng quân anh yêu cầu con le cho thu quân để tiến gấp phải vừa đánh phỉ vừa tiến nếu phỉ đánh vào bộ phận nào thì ở đó để lại một phân đội nhỏ đánh trả còn đại bộ phận phải tiến nhanh lính con le cứ nghe tiếng súng nổ phía trước là tự ý dừng quân cụm lại thành từng nhóm quanh các sĩ quan rồi dàn trận xả súng bắn vô tội vạ vào rừng mỗi lần như vậy anh xin Capo lại ra lệnh ngừng bắn và thúc giục binh lính tiến lên. Thực tế quân phỉ chỉ là các nhóm nhỏ vài tên, hoạt động mang tính quấy rối. Một ngày hành tiến trên đường số 7 chỉ đi được 50 km, cánh đồng trung siêng khoảng còn cách xa khoảng 100 km. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 1960, đoàn quân tiến nhanh hơn vì đoạn này chống trải, quân phỉ vàng bao không dám ra sát đường. Bầu trời trên đường số 7 máy bay vận tải của địch bay nhiều về hướng cánh đồng chung, theo tin chúng tôi nắm được, Nô Sa Văn đã đổ một tiểu đoàn, tăng cường cho lực lượng địch ở đây. Một cuộc chạy đua với địch diễn ra. Chúng tôi yêu cầu con le thúc quân chiếm ngay mường sủi một điểm dân cư khá đông đúc cách cánh đồng chum 40 km đường chim bay, đồng thời nhanh chóng chiếm cầu nậm ngùm. Bộ phận Việt Nam và Pa Thét Lào đến đỉnh sắc băng băng dừng lại thổi cơm, đun nước bổ sung. Tôi điện báo về Hà Nội sau 20 tiếng đồng hồ mất liên lạc đoàn xe cơ giới do đại úy Kessana chỉ huy mở hết tốc lực chạy vun vút trong cát bụi mịt mù tiến về ngã ba phiêng luông. Từ ngã ba này đi cánh đồng chum chỉ còn 20 km, nếu rẽ trái đi theo hướng đông bắc về sầm nưa cũng chỉ còn 140 km. Trinh sát báo về địch đã tăng cường phòng ngự, chúng bố trí hai đại đội tại khu vực cầu sắt nậm ngừng, còn ba đại đội đóng ở sân bay cánh đồng chum. Quân con le tiến lên bị địch đánh chặn ở cầu nậm ngừng một trong các phó chỉ huy của cung Le là Thong Mi hy sinh, hai người bị thương. Con Le và mấy phụ tá đến gặp, tôi bắt tay và nói lời chia buồn với CON OG Le, Kessana và nhờ họ truyền lời chia buồn đến gia quyết đại úy Thong Mi và nói. Trong chiến đấu khó tránh khỏi thương vong thậm chí tổn thất, nhưng ở tình huống này, thắng lợi lớn đã cầm chắc trong tay. Có lẽ vào giờ phút này quân phái hữu, tay sai Mỹ đang sợ ông và các chiến hữu của ông, sự bình tĩnh của ông có ý nghĩa lớn đối với tinh thần binh sĩ. Ông hãy động viên binh lính, chấn chỉnh đội ngũ, chuẩn bị tiến công tiếp. Chúng tôi sẽ cho pháo binh chi viện cho các ông. Đêm nay các ông đánh chiếm sân bay cánh đồng chum và tiếp đó giải phóng thị xã siêng khoảng. Quân địch phải kính nể các ông, nhân dân các bộ tộc Lào hoan nghênh các ông. Còn Lê và các sĩ quan dường như tin rằng pháo binh Việt Nam sẽ thay họ làm được tất cả. Theo kế hoạch, anh lề kích cho hai khẩu 105 ly bắn dọc theo đường số 74 nậm nừng đến sân bay cánh đồng chum. số đạn tập trung chủ yếu vào sân bay. Đây là đòn hỏa lực đầu tiên đánh vào quân địch phòng ngự, có tác dụng chế áp và uy hiếp mạnh quân địch cả và cổ vũ tinh thần quân trung lập. Pháo ngừng bắn, chúng tôi ra kiểm tra trận địa, đoàn quân của con le mệt mỏi trong khi chờ ăn cơm tối, cả cán lẫn binh lăn ra ngủ, họ ngủ liều lĩnh muốn đến đâu thì đến đối với quân địch ở lào thì trận tập kích pháo vừa rồi có thể là một đòn hỏa lực mạnh chưa từng có làm kinh hồn binh lính của chúng kinh nghiệm ở viêng trăn cho thấy quân phái hữu sợ pháo như trẻ con sợ sấm đêm nay rất có thể chúng lợi dụng bóng tối để rút chạy ở cánh đồng chum chưa chắc đã còn địch tôi nghĩ vậy vừa lúc ấy trinh sát báo cáo phía trước không có địch tôi như bừng tỉnh đúng nó chạy rồi chiến tranh ở lào lúc này là vậy địch nghe pháo ta bắn sợ kỹ uy của ta mà rút chạy và có thể đã chạy xa. Ta tiến lên lúc này chính là đánh vào chỗ hoàn toàn không có trận địa phòng ngự. Phải nhanh chóng vào trung tâm cánh đồng chum, phải bắn pháo ở đó để tuyên cáo quyền làm chủ của ta. Phải chiếm ngay sân bay nối liền cánh đồng chum với Hà Nội bằng đường không, ta sẽ có tất cả. Tôi cho gọi Trung tá Lê Kích đến và nói. Địch đã rút chạy, tôi cùng trinh sát vào sân bay cánh đồng chum chờ quân ta ở đó anh cho bộ đội thu pháo hành quân gấp và báo cho con le đánh thức quân lính dậy tiếp tục tiến vào cánh đồng chum siêng khoảng. Anh cùng với Kessana tổ chức hai đại đội bộ binh, hành quân bằng ô tô, một đại đội thiết giáp và pháo binh tiến thẳng xuống giải phóng thị xã siêng khoảng. Giao nhiệm vụ cho Lê Kích Sông, tôi, anh Long, anh Ngọc và cậu Điền, bảo vệ, cùng hai trinh sát ngồi trên một chiếc xe jeep của Mỹ do một sĩ quan quân đội con le lái. Chiếc xe bật đèn sáng vượt cầu sắt nậm ngừng, dọc theo đường số 7 thỉnh thoảng lại thấy xác lính chết lẫn trong quân cụ. Xe chạy khoảng 20 phút, người lái xe dừng lại nói, báo cáo tướng Thao chăn đây là sân bay cánh đồng chum. Sau khi kiểm tra xác định đúng là sân bay cánh đồng chum, tôi nhìn đồng hồ lúc đó là một giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1961. Bốn chữ số một là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng là sự trùng hợp thú vị, khó phai mở trong ký ức của tôi. Cũng lúc đó, mấy chục xe cơ giới nối đuôi nhau chạy vào sân bay cánh đồng chum Trung tá Lê Kích và Đại úy Ketsana báo cáo, có mặt. Tôi bắt tay và chúc mừng thắng lợi Ketsana và yêu cầu anh ta không cho bộ đội xuống xe mà tiếp tục truy kích ngay quân địch giải phóng thị xã Siêng Khoảng. Anh Lê Kích được dùng một đại đội pháo binh đi cùng chi viện cho bộ binh và thiết giáp giải phóng thị xã ngay trong đêm, chậm nhất là 7 giờ sáng. Giao nhiệm vụ xong cho cánh quân tiến công giải phóng Siêng Khoảng, tôi điện báo cáo anh Văn cuộc tiến công giải phóng cánh đồng chum đã giành thắng lợi theo phương án một vào lúc 1 giờ sáng nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 1961. Sân bay cánh đồng chum nguyên vẹn, sử dụng tốt. Chúng tôi sử dụng một tiểu đoàn thiết giáp, một đại đội pháo binh truy kích địch và tiến công giải phóng thị xã Siêng Khoảng. Tình hình biến đổi rất nhanh, lực lượng ta quá mỏng, đề nghị anh tăng cường lực lượng cả bộ binh và pháo binh. Mở sáng, chúng tôi cho ba chiếc GMC chạy hàng ngang mấy lần trên đường băng ghép bằng những tấm ghi mắt cáo để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho máy bay của ta khi hạ cánh. 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1961, anh Lê Kích cho người về báo cáo đã làm chủ thị xã Siêng Khoảng. Cánh đồng chung Siêng Khoảng đã về ta. Ngay lúc đó tôi chưa hình dung hết ý nghĩa to lớn của cuộc hành quân từ Viêng Chăn đến cánh đồng chung, Siêng Khoảng. Một cuộc hành binh táo bạo, với lực lượng không lớn nhưng lợi dụng sơ hở của địch, ta đã tạo được một thế lợi và thời cơ hiếm có để trong 22 ngày đêm đã đánh chiếm một vùng cao nguyên rộng lớn 2.000 km vuông. Các hãng thông tấn phương Tây không ngớt nói về thất bại nghiêm trọng của quân phái hữu Nô Sao Văn. Hãng thông tấn UPI của Mỹ đánh giá, sân bay quân sự cánh đồng chum là sân bay tốt nhất ở Lào đã thuộc về tay Cộng sản. Còn hãng thông tấn Reuters của Anh thì cho rằng, vùng chiến lược siêng khoảng là cái chìa khóa của nước Lào về mặt quân sự khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1961, chuyến bay đầu tiên chở anh Hoàng Nghĩa Khánh và hai khẩu súng cối 120 ly với mấy trăm viện đạn từ Hà Nội sang đã hạ cánh an toàn xuống sân bay cánh Đồng Chum, trong sự vui mừng khôn xiết của anh em Lào Việt. 10 giờ sáng cùng ngày, Nô Sao Văn đổ hai đại đội dù xuống Than Viên, Nam thị xã Siêng Khoảng, anh Lê Kích cho pháo 105 ly bắn mấy chục quả trúng khu vực đổ bộ, làm chết và bị thương một số binh lính địch quân dù và quân địa phương còn lại hốt hoảng tháo chạy tán loạn về hướng Nam Tha Viêng và Tha Thom. Dù vậy, tình hình vẫn căng thẳng. Chúng tôi chuẩn bị phương án để phòng địch nhảy dù chiếm lại sân bay cánh Đồng Chum. Lúc này ở sân bay cánh Đồng Chum chỉ còn một đại đội bộ binh trung lập và hai khẩu cối 120 ly do anh Hoàng Nghĩa Khánh vừa chuyển sang sẵn sàng đánh quân đổ bộ. Tình hình cánh Đồng Chum siêng khoảng tạm ổn. Anh Văn Điện tôi về Hà Nội làm việc với lãnh đạo đảng bạn và Kim Nim về một số vấn đề hệ trọng chiều hôm ấy văn phòng bộ cho người mang đến một bộ com PLE, nói là theo ý kiến của bộ trưởng, tôi nên mặc thường phục để gặp Kim Nim Sena. Trong bộ com PLE tề chỉnh, tôi đang nói chuyện với anh Văn ở nhà riêng thì bác Hồ đến. Chúng tôi đứng dậy, chào bác và chúc sức khỏe người. Bác Hồ vui vẻ nói, chú Mân vừa chiến thắng trở về có thêm cái dây, CR Avat. Tôi báo cáo với bác là tôi mặc theo lệnh của đại tướng bộ trưởng. Bác cười đôn hậu, nói, đi làm việc đối ngoại phải đàng hoàng thế mới được. Bác hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh em, tình hình chiến trường Lào và căn dặn tôi một số ý khi tiếp xúc với Kim Nim, rồi người ra về. Đúng 17 giờ 30 phút, tôi và anh Nguyễn Cơ Thạch đến nhà khách Chính phủ tại đường Ngô Quyền đã thấy Kim Nim ra cửa đón. Ông ta không khách khí ngoại giao mà ôm trầm lấy tôi, nói luôn: cảm ơn và xin lỗi tướng Thao Chăn vì những ngày giữa tháng 12 năm ngoái trên đường hành quân từ thủ đô Viêng Chăn đến Văng Viêng. Trong cuộc gặp nhau đầu tiên tôi đã gay gắt trong việc đề nghị đưa lực lượng quân sự Việt Nam sang đánh địch giữ Viêng Chăn. Thật ra lúc đó tôi chưa hiểu được tầm nhìn chiến lược và lòng tốt của chính phủ Việt Nam chủ trương rút khỏi Viêng Chăn và mở cuộc hành quân táo bạo giải phóng Cao nguyên cánh đồng chung siêng khoảng, tạo ra bước chuyển biến lớn, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nước Lào tiến lên. Đợi ông ta ngừng lời, tôi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngài Kim Sena, tôi rất mừng là ngài đã hiểu tinh thần vô tư đoàn kết hữu nghị giúp cách mạng Lào của chính phủ chúng tôi. Tôi cho rằng chân thành và hiểu biết lẫn nhau là điều kiện tốt cho mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Cũng như vậy, lực lượng trung lập và pa thét Lào đoàn kết, tin cậy nhau, tôi tin rằng sẽ vượt qua những khó khăn mới và giành thắng lợi mới vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc Lào. Trong bữa cơm, Kinim vui vẻ và nói rất nhiều. Ông ta đề cập cách làm việc tiếp theo khi anh Tô giới thiệu tôi sẽ là cố vấn của chính phủ Liên Hiệp Lào. Anh Nguyễn Cơ Thạch nói, trong đàm phán ở hội nghị có tính chất quốc tế cũng vậy. Chính phủ hợp pháp Vương quốc Lào và Pa Thét Lào tin cậy và thống nhất với nhau, tiếng nói nặng cân hơn nhiều. Trưa hôm sau tôi trở lại cánh đồng chum, siêng khoảng. Tiếp đến là hoàng thân Su Vong, anh Phu Mi Vong Vi anh Bảy và bộ phận văn phòng trung ương đảng Lào. Mấy hôm sau Thủ tướng Phu Ma về đến cánh đồng chum, lúc này đại sứ các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt đến. Đầu tiên là đại sứ Ba Lan trong ban liên lạc đình chiến, tiếp đến là các nhà báo các nước xã hội chủ nghĩa phóng viên báo nhân đạo của đảng cộng sản pháp cán bộ các cơ quan bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị tổng cục hậu cần quân đội nhân dân việt nam lần lượt đến cánh đồng chum siêng khoảng nghiên cứu tình hình và giải quyết những vấn đề cụ thể giúp bạn theo đề nghị của chính phủ phu ma việt nam cùng với liên xô mở đường hàng không hà nội cánh đồng chum cùng thời gian này vấn đề quan hệ giữa cố vấn việt nam với pathet lào và lực lượng trung lập đặt ra yêu vấn đề mới yêu cầu trước hết là củng cố tăng cường vai trò và ảnh hưởng của pathet lào đối với lực lượng trung lập phu Ma, kin nim con le đồng thời tránh không để lực lượng trung lập nghi kỵ việt nam thiên vị pathet lào những việc lớn tôi chủ động bàn với anh bảy hoàng thân su vong và anh phu mi vong vi chít để lãnh đạo lào gặp Kim nim và con le trước có những trường hợp khẩn trương tôi gợi ý với kin nim và con le sau đó báo với lãnh đạo đảng lào biết khó khăn nhất là tiếp đại sứ và phóng viên các nước. Thời gian này có sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Lúc đầu tôi tiếp và làm việc với họ trong rừng thông. Anh Văn và anh Nguyễn Duy Trinh điện cho tôi làm một chiếc nhà tạm để tiếp khách. Các anh cho chuyển 100 tấm tôn kém dựng một cái nhà gần 100 mét vuông. Nhà ngăn đôi, một nửa tiếp khách quốc tế với bàn ghế do anh em công binh tự tạo bằng hòm đạn gỗ thông ghép lại. Một nửa tiếp khách trong nước và có mấy chiếc giường cho anh em ta nghỉ. Đồng thời chúng tôi làm 13 chiếc lán nhỏ lập có tranh, bên trong có hai chiếc giường và một bàn viết cũng bằng cây le, cho phóng viên các nước xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi to lớn của quân và dân các bộ tộc Lào làm cho giới cầm quyền Mỹ lúng túng. Tổng thống Mỹ Eisenhower vội vã triệu tập một số tướng lĩnh và giám đốc Cục Tình báo Trung ương đến họp bàn về vấn đề Lào. Ngày 10 tháng 1 năm 1961, sau khi thông qua quyết định viện trợ khẩn cấp cho bọn tay sai ở Lào, Washington cấp thêm cho chúng một số vũ khí hiện đại trong đó có máy bay quân sự T6. Hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương được lệnh sẵn sàng tham chiến. Tất cả các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương đều đặt trong tình trạng báo động. Mỹ còn bay trò chính phủ Bun Um, Nosa Văn yêu cầu khối quân sự Đông Nam Á cử quan sát viên đến Lào. Hàng nghìn binh lính, sĩ quan Thái Lan, Ngụy Sài Gòn đã trà trộn vào hàng ngũ quân Nosa Văn trong những trận tiến công vào các vị trí của quân đội chính phủ hợp pháp và Pathet Lào ở các tỉnh Atoper và Savana Khệt có lính của Sư đoàn một quân ngụy Sài Gòn tham chiến. Nô Sa Văn huy động 2 GM bộ binh, hai tiểu đoàn thiết giáp theo đường 13 và từ Sala khum tiến hành phản kích hòng chiếm lại cao nguyên cánh đồng chum siêng khoảng. Quân chiếm đóng khu vực bản ban vẫn nguyên vẹn. Có lẽ lực lượng quân khu 4 sau khi giải phóng vị trí nọng hét gặp khó khăn gì đó chưa tiến lên giải phóng được bản ban theo ý định Sản thông, Long Chẹn, một căn cứ quan trọng của Vàng Bao, chúng cho từng tốp nhỏ xuống phục kích trên đoạn đường từ sân bay cánh đồng chum đi thị xã Xương Khoảng. Tình hình trên đặt ra cho lực lượng bạn phải có ba trận địa tiến công phòng ngự trên ba hướng với mục đích chung, mở thông con đường số 7 từ Việt Nam sang cao nguyên cánh đồng chum, Ngăn chặn, tiêu diệt tiêu hao đánh tan cánh quân từ Sa La Phu Khum vào Mường Sủi, đánh tan căn cứ phỉ Vàng Bao ở sản thông Long Chẹn bảo đảm an toàn cho khu vực mới giải phóng. Ba trận chiến đấu diễn ra như sau. Trận tiêu diệt quân đồn trú bản ban, mở thông đường vận chuyển từ Nghệ An sang cánh đồng chung. Để chiến thắng trận này thật nhanh, chúng tôi bản với con le sử dụng hai đại đội bộ binh, một đại đội thiết giáp đảm bảo tiêu diệt địch giải phóng khu vực. Bộ đội con le sau khi chiến thắng tỏ ra say sưa chơi bời, khó tập hợp để đi chiến đấu. Nhưng rất may nhờ hoàng thân Su Phanu vông chỉ thị cho con le và động viên bộ đội trung lập đi chiến đấu họ tổ chức đội hình xe cộ đầy đủ có cờ và kèn hành quân rầm rộ. Vừa xuống đến bản ban thì quân địch ở đây chạy tán loạn, một bộ phận ra hàng. Đường số 7 được mở thông và ta có thêm con đường từ bản ban đến sầm nưa. Chiến đấu phòng ngự trận địa tây cao điểm sắc băng băng xuống nậm chất. Trận đánh này với mục đích tiêu diệt nhỏ, tiêu hao nhiên tục đi đến đánh tan, đẩy lùi cánh quân của Nô Sa vằn từ ngã Ba Sa La Phu Khung tiến vào. Địa hình trên con đường này như xương sống con trâu, thuận lợi cho việc xây dựng công sự chiến đấu lâu dài. Cánh quân địch từ Viêng Chăn tiến lên đã đến Văng Viêng, Mường Ta Xí. Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp thúc giục chúng tôi phải đánh bại cánh quân của phái hữu phản kích, bảo vệ an toàn cao nguyên cánh đồng chum, siêng khoảng. Cái khó nhất lúc này là không biết lấy đâu ra lực lượng. Bộ đội trung lập còn một bộ phận nhưng không đủ sức, và thét lào có một đại đội, nhưng phải tỏa ra làm công tác vận động quân chúng từ sau thắng lợi. Lúc này tiểu đoàn 3 của sư đoàn 335 sau khi thông đường đã có mặt ở thị trấn Phôn Sa Văn. Tôi khẩn khoản đề nghị mấy lần cho sử dụng tiểu đoàn này ra mặt trận sắc băng xăng nhưng bộ tổng tham mưu không chấp nhận. Trong tình hình khẩn trương, căng thẳng này ai cũng có thể biết trước nếu cánh quân Nô Sa Văn vượt điểm cao sắc băng băng tiến vào mường sủi thì cái giá phải trả, trách nhiệm chính trị, không ai khác thuộc về những người chỉ huy ở chiến trường. Sau khi cân nhắc mọi mặt, tôi quyết định điều động tiểu đoàn ba hành quân nhanh chóng chiếm lĩnh sắc băng băng, từ đó đi ra suối nậm chất tìm đoạn địa hình dốc nhất xây dựng công trình phòng ngự, sẵn sàng chiến đấu. Đi với tiểu đoàn ba có tôi và anh Phạm Nghiêm, chính ủy trung đoàn. Biết trước từ điểm cao sắc băng băng đi về hướng Tây thế nào bọn phỉ vàng bao cũng phục kích. Anh em công binh cho đất vào bao bố chất thành công sự trên xe GMC và bắt tôi phải ngồi trong đó. Quả thật như vậy, trên đường đi từ sắc băng băng trở ra, đoàn xe bị phục kích. Chiếc xe đi trước bị bắn hỏng phải dừng lại dùng cối 60 ly bắn địch để sửa chữa xe rồi đi tiếp. Sau 3 ngày đêm, tiểu đoàn 3 cơ bản xây công sự bằng gỗ đất khá vững chắc. Lúc này tôi mới điện cho bộ tổng tham mưu biết tiểu đoàn 3 đã ra xây dựng trận địa chiến đấu. Ngày thứ tư thì quân của Nô Sa Vạn có thiết giáp đi cùng bắt đầu tiến quân từ suối nậm chắt lên. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Địch tiến công, ta chiến đấu phòng ngự, địch tiến lên bị thương vòng, xe thiết giáp bị bắn cháy chúng lại lui xuống ngày hôm sau chúng lại tiến lên và cứ thế diễn ra liên tiếp. Sau hơn tháng chiến đấu bị thiệt hại nặng, địch bỏ chạy. Anh Lê Kích sau khi xin ý kiến Bộ Tổng Tham Mưu đã dùng một bộ phận bộ binh và cối 120 ly đuổi địch. Bộ phận này đuổi địch đến mường ta xí thì địch nhảy dù ở phía sau. Đội hình của ta bị chia cắt đành phải bỏ súng cối lại trong rừng. Anh em luồn rừng về sắc băng băng. Đây là một kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường. Cuộc phản kích của địch bị đánh bại. Địa bàn cánh đồng chum siêng khoảng được giữ vững. Trận đánh tan căn cứ long chẹn của vàng bao cơ bản không cho quân phỉ quấy rối phía tây cao nguyên và con đường từ cánh đồng chum đi siêng khoảng. Ta không có bộ binh và đặc công tinh nhuệ, đành phải làm đường khiêng sơn pháo 85 ly lên dãy đồi cách căn cứ địch khoảng 1 km để bắn thẳng. Sau khi bộ đội pháo binh xây dựng xong trận địa, ta bắn mấy quả đạn, căn cứ vàng bao bốc cháy, quân địch tán loạn. Ba trận chiến đấu trên các hướng khác nhau đã hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động trên vùng mới giải phóng. Cùng thời gian này, ông Thao Tu, một người có uy tín lớn đối với dân tộc Lào Sùng, chiếc xe chở ông không máy trúng mình của phỉ vàng bao, ông hy sinh. Được tin tôi đến tận nơi ông bị nạn, sau đó viết báo cáo về Hà Nội. Anh Văn Điện cho tôi nói rõ ý kiến của bác Hồ là phải bàn vừa lãnh đạo bạn tổ chức an táng ông Thao Tu thật chu đáo, củng cố và tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc. Khoảng 4 giờ chiều tôi gặp anh Bảy, chưa kịp trao đổi anh Bảy đã cho gọi mấy cán bộ đến giao nhiệm vụ sáng mai tổ chức chôn cất ông Thao Tu. Nhìn anh Bảy mệt mỏi sau mấy ngày bị sốt cao, tôi không nói gì thêm. Bữa tối hôm ấy chúng tôi cùng ăn cơm với nhau như những lần trước đó. Sau bữa cơm, chúng tôi ngủ chung trên sàn nữa. Anh Bảy ngủ thiếp đi, còn tôi không sao ngủ được, ngồi chùm chăn suy nghĩ mông lung. Khoảng 2 giờ sáng, anh Bảy tỉnh giấc, thấy tôi không ngủ. Anh ngồi dậy, nói, anh Mân có điều gì, sao không ngủ, thấy anh bớt mệt, vui vẻ, tôi chậm rãi nói. Ông Thao Tu là người có uy tín trong bộ tộc Lào Sùng. Nếu ta tổ chức đám tang ông chu đáo sẽ rất có ý nghĩa về chính trị, củng cố tăng cường đoàn kết dân tộc. Bác Hồ nhắc anh và tôi phải tổ chức lễ tang ông Thao Tu trọng thị. Anh Bảy thật thà. Chiều qua, tôi mệt quá nên muốn giải quyết cho xong. Nghĩ lại mình sai rồi, phải sửa sai thôi. Nói xong, anh Bảy cho mời anh Phu Mi Vong Vi Chít và một số cán bộ đến bàn lại việc tổ chức lễ tang ông Thao Tu. Lễ tang được tổ chức long trọng theo nghi thức của các bộ tộc Lào. Bà con Lào súng đến rất đông. Họ tỏ lòng thương tiếc người đã mất và biết ơn đối với những người lãnh đạo neo Lào hắc sạt. Ngày 21 tháng 1 năm 1961, Kennedy lên nắm quyền. Đối với ông ta, Lào vẫn là một vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với nước Mỹ. Tổng thống Mỹ và các cố vấn của ông ta chán ngán khi thấy sự bất lực của tay sai Nô Sa Văn. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1961, quân Trung Lập và Pathet Thét Lào đã giải phóng hoàn toàn các tỉnh Phong Sa Lì, Sầm Nưa, Siêng Khoảng và đại bộ phận các tỉnh Luông Pha Băng, Khăm Muộn. Một số vùng ở Hạ Lào rơi vào ảnh hưởng của Pathet Thét Lào. Khu vực thuộc quyền chính phủ hợp pháp còn khoảng 60% lãnh thổ nước Lào với trên một triệu dân. Giới cầm quyền ở Mỹ lo sợ cho số phận tay sai Nô Sa Văn. Tình hình đó đặt ra cho nhà trắng nên lựa chọn việc can thiệp vào Lào hay là rút khỏi đất nước này. Có một biện pháp mà lầu năm góc đã tính đến là sử dụng khối quân sự Đông Nam Á, nhưng pháp phản đối và sự lạnh nhạt của một số nước thành viên trong liên minh này đã làm bó tay Mỹ. Còn một biện pháp nữa là gửi bộ binh Mỹ sang Lào. Việc này đã được tổng thống và các cố vấn nhà trắng xem xét một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng Kennedy không dám lựa chọn biện pháp này. Ngoài lý do chính trị, Mỹ sẽ gặp khó khăn và bảo đảm hậu cần ở một chiến trường xa xôi. Hơn nữa quân đội Mỹ chưa quen với chiến tranh du kích, họ sẽ gặp khó khăn trong chiến đấu. Sau khi đã cân nhắc nhiều bề, Kennedy thấy lúc bấy giờ con đường ngồi vào bản thương lượng là thượng sách. Sau cuộc họp báo truyền đi toàn nước Mỹ ngày 22 tháng 3 năm 1961, Kennedy nói với giọng vừa như đe dọa, vừa như ôn hòa để làm vừa lòng thế lực quân phiệt hiếu chiến ở Mỹ và giữ thể diện cho bản thân. Ông ta nhấn mạnh không thể có một giải pháp hòa bình nếu như không có một sự đình chỉ những cuộc tiến công của Cộng sản được các thế lực bên ngoài ủng hộ. Nhưng đồng thời, ông ta cũng cho biết là Hoa Kỳ tán thành những cuộc thương lượng có tính chất xây dựng nhằm mục đích giúp đỡ Lào trở lại con đường độc lập và trung lập. Để phô trương thêm uy thế cho Mỹ trước khi ngồi vào bản thương lượng, Kennedy ra lệnh cho hạm đội bảy tiến vào Biển Đông, đồng thời ra lệnh báo động quân Mỹ ở Okinawa. Con đường đi đến một giải pháp chính trị ở Lào đã được mở ra. Lý do chủ yếu buộc giới cầm quyền Mỹ phải đồng ý thương lượng là sự bất lực quá rõ ràng của bọn tay sai Nô Sa Văn. Ngày 24 tháng 4 năm 1961, trong bản tuyên bố chung, Liên Xô và Anh, hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva, đồng ý về nguyên tắc triệu tập một hội nghị quốc tế mới để giải quyết vấn đề Lào. Anh và Liên Xô gửi thư kêu gọi ba phái tham chiến ở Lào đình chỉ chiến sự, đề nghị chính phủ Ấn Độ phục hồi hoạt động của ủy ban quốc tế ở Lào và đề nghị 13 nước, một cử đại biểu đến Geneva trước ngày 12 tháng 5 năm 1961 để tham dự hội nghị quốc tế về Lào. Ngay sau tuyên bố của Liên Xô và Anh, Trung ương Neo Lào Hắc Sạc và Chính phủ Hợp pháp của Lào tuyên bố hoan nghênh sáng kiến của hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva, sẵn sàng thương lượng với phái hữu. Cuối tháng 4 năm 1961, Washington cũng tuyên bố đồng ý tham dự hội nghị Geneva mở rộng về Lào. Ngày 3 tháng 5 năm 1961, Chính phủ của Hoàng thân Suvana Phuma và Pathet Lào ra lệnh đình chỉ chiến sự. Tiếp đó, phái Bun Um Nosa Văn cũng ra lệnh cho quân đội của họ chấm dứt các hoạt động về quân sự. Cùng thời gian này, Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế ở Lào trở lại hoạt động sau 3 năm gián đoạn. Ngày 11 tháng 5 năm 1961, cuộc đàm phán giữa ba phái đã diễn ra tại Bản Nam Môn thuộc phạm vi Neo Lào Hắc Sạt Kiểm soát. Nội dung tiến hành song song các cuộc thảo luận về chính trị và quân sự với mục đích mở rộng chính phủ Vương quốc, cuối cùng thành lập một chính phủ liên hiệp để gửi một đoàn đại biểu thống nhất của Lào đến tham dự hội nghị quốc tế ở Geneva về Lào khai mạc ngày 16 tháng 5 năm 1951. Trong thời gian hội nghị Geneva tiến hành, các cuộc thương lượng giữa ba phái vẫn tiếp tục ở bản Nam môn nhưng vẫn không tiến triển phái Nosa Sa không chịu thảo luận vấn đề thành lập chính phủ liên hiệp và do đó việc cử một đoàn đại biểu chung của Lào đi dự hội nghị Geneva chưa thể thực hiện được. Trên chiến trường vẫn không có ngừng bắn thực sự. Bun ùm um Nosa Sa cho quân tiến công vào các vùng do chính phủ hợp pháp và neo Lào hắc sạt kiểm soát. Điển hình là cuộc tiến công của 1.200 quân phái hữu cố vấn Mỹ chỉ huy đánh vào Pa Đông, gần siêng khoảng, bị Pathet Thét Lào và phái trung lập đánh bại. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, Hoàng thân Suvarna Fuma công bố bức thông điệp, cùng ngày Ủy ban Quốc tế ở Lào cũng gửi bản báo cáo tới hai chủ tịch hội nghị Geneva về tình hình chiến sự ở Lào. Cuộc đấu tranh để tiến tới một giải pháp hòa bình ở Lào tiến triển thuận lợi, bất chấp sự phá hoại của Mỹ. Đoàn đại biểu các nước xã hội chủ nghĩa và các nước dân tộc chủ nghĩa cũng ra lời kêu gọi tất cả các nước phải thực sự công nhận và tôn trọng chủ quyền của Lào. Trong thời gian này tại Duy Dích, Tây Đức, các đoàn đại biểu ba phái của Lào đã đạt được một số kết quả trong việc dàn xếp những vấn đề tranh chấp và tiếp tục công việc tại bàn hội nghị này. Ngày 22 tháng 6 năm 1961, các đoàn đại biểu đã ra một thông cáo chung, trong đó ba phái thảo luận về nguyên tắc thành lập chính phủ liên hiệp lâm thời, đồng thời đề ra một chương trình chính trị chung và những nhiệm vụ trước mắt của chính phủ. Cuối tháng 7 năm 1961, Hội nghị Geneva đã hoàn thành bản dự thảo tuyên bố về nền trung lập của Lào. Trước Tết Nguyên đán, công việc nhiều và phức tạp, quân ủy Trung ương điều anh Hoàng Sâm lên làm phó cho tôi chuyên phụ trách về quân sự. Trung tuần tháng 5 năm 1961, anh Lê Trưởng Sang thay tôi giúp Pa Thét Lào và làm cố vấn chính phủ do Hoàng thân Suvana Phuma làm thủ tướng, tôi về nước. Chúng tôi trao đổi với nhau thấy đáng mừng là sau khi giải phóng cánh đồng chum, lãnh đạo đảng bạn đã tận dụng thế lợi và thời cơ, khẩn trương xây dựng cơ sở chính trị trong cả nước đạt kết quả bước đầu các đồng chí cán bộ được Trung ương ta phải sang đã giúp bạn trong việc này tích cực và có hiệu quả. Trước ngày tôi trở về Việt Nam, Thủ tướng Suvana Fuma quyết định trao tới huân chương bắt đầu bội tinh và một thanh bảo kiếm. Lễ trao tặng huân chương tiến hành trọng thế. Phía chính phủ Lào có hoàng thân suana Fuma, Kinim và một số nhân vật khác. Phía Việt Nam có tôi và anh Đạt, thư ký kiêm phiên dịch. Sau buổi lễ, hoàng thân Fuma và Kinim tổ chức bữa tiệc. Dự tiệc có thêm công chúa Mùn con gái hoàng thân suvana Phuma trong bữa tiệc thân mật Phuma hai lần cảm ơn Việt Nam cảm ơn tôi Kinim nói nhiều hơn ông thuyết phục Phuma đi theo con đường trung lập hợp tác với Pathet Lào quan hệ tốt với Việt Nam ông cũng cảm ơn và chúc mừng nhân tôi được tặng huân chương cao quý của hoàng gia hôm trước ngày trở về nước tôi đến chào hoàng thân suvana Phuma Kinim con le và các chiến hữu của anh ta tiếp đó tôi chào anh bảy Hoàng thân Su Vong cùng các đồng chí lãnh đạo Pathet Lào. Cũng như những lần chia tay trước, lần này anh Bảy nắm lấy bàn tay tôi rất lâu như không muốn rời. Chúng tôi nén xúc động để những giọt nước mắt không trào ra. Về Hà Nội được hai hôm thì văn phòng Trung ương gọi tôi sang dự một cuộc họp không nói rõ nội dung. Tham dự cuộc họp hôm ấy có một số anh ủy viên Bộ Chính trị, anh Trường Trinh, anh Tô, Phạm Văn Đồng, anh Nguyễn Duy Trinh, anh Trần Quốc Hoàn và Phó Tổng Tham Mưu trưởng Trần Quý Hai anh ba duẩn đi vắng anh văn là người chỉ đạo thường xuyên công việc bên lào cũng không có mặt mở đầu cuộc họp anh tô nói hôm nay mời các anh đến đây để kiểm điểm mấy vấn đề diễn ra ở cánh đồng chung siêng khoảng anh chu huy mân sang lào làm được một số việc nhưng phạm ba sai lần lớn một là gây mất đoàn kết với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng ban hai là không làm đúng công tác mặt trận với con le vũ khí đạn dược từ hà nội chuyển sang anh mân chia cho pa thép lào nhiều và loại tốt hơn Ba là là một nhà ở lớn và một khách sạn quốc tế gây nên sự tốn kém về ngân sách. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.